Người mà biết chọn chỗ đi về tốt đẹp thì đúng là bậc tôn quý trong loài người. Có những người ở trong cái cuộc đời này giàu sang vô cùng, nhưng chúng ta lại không biết chọn chỗ đi về. Dù là tiền bạc danh tiếng lẫy lừng, nhà cao cửa rộng, có khi nhà biệt thự chỗ này chỗ kia tùm lum, nhưng khi chết đi thì ngơ ngác, chết thì mặt nhăn nheo, miệng hả mắt mở to, tay chân quấu. Có khi có những người gần chết lại nghĩ một số tiền đang cho người ta mượn bây giờ chưa lấy lại được, ú ớ tức vì cái số tiền đó chưa lấy lại được mà bây giờ gần chết. Mà lấy đây làm chi? Tiếp tục lấy lại để cho người thân, lấy để cho người thân. Trong khi cái mạng mình chết đi đọ tam đồ ác đạo, không có người thân nào giúp được mình, mà họ mỗi ngày họ còn xả ác xuống kìa. Vậy mà mình còn cố gắng quấu tìm để mà đem về đưa cho họ. Cái tâm mà dính mắc người thân, cái tâm mà ái nhiễm con cháu, cái tâm mà cái gì cũng gom góp cho họ, kinh thiệt, quá kinh. Nên thật sự mà nói đáng sợ thiệt. Nhiều lắm, nhiều người bị những cái tình trạng này lắm. Có những người nghĩ rằng mình mới 40 mấy tuổi, tiền bạc người này người kia mượn giàu quá, mình gì chết sao mà chết được còn khỏe quá. Vậy mà chết bất đắc kỳ tử, chết một cái là tiền bạc sạch hết, tiền ở nhà băng, tiền này tiền kia là bị dính sạch hết luôn. Tại vì sao? Mình nghĩ mình còn khỏe, chưa có di chúc lại, chưa có giao gì cho con cái hết, bất tử chết một phát sạch tiền hết luôn. Nên từ nơi những cái chỗ đó mà mỗi một con người chúng ta, từ trẻ cho đến người già, ai cũng là người nghe vào pháp, nên gầy dựng một con đường cho chính bản thân mình. Thật sự mà nói là nghĩ đến cái việc mà con đường đi về cực lạc, đây là cái việc hướng thượng đó, chứ không phải là người tiêu cực đâu. Mình đang chọn một con đường để bất cứ lúc nào thọ mạng mình đến, mình đi về cực lạc chứ. Nên cái bài học tập của chúng ta ngày hôm nay là danh hiệu A Di Đà Phật là tất cả của đời con. Đúng rồi. Chúng ta khi còn trẻ đến với nhau và yêu nhau, chúng ta nói anh là tất cả của đời em, hoặc là em là tất cả của đời anh. Chúng ta đã từng nói câu này mà. Có nói á, không phải không có nói đâu. Nhưng mà cuối cùng tất cả gì? Tất cả làm nhau đau khổ à. Toàn là làm nhau đau khổ không, đúng không? Nhưng mà từ khi những đức á, biết được pháp môn Tịnh Độ tới giờ, những đức mới thấy rõ ràng câu A Di Đà Phật này là tất cả của đời con. Đã cho mình được một phương hướng, đã cho mình được một tư tưởng, và cho mình được ý nghĩa trong cuộc đời. Những đức nói rằng tất cả những người đi vào trong chùa này mà cùng sống với những đức, cùng làm những việc lợi ích như vậy, những đức nói đây là cảm thấy ý nghĩa và tâm nguyện mình tuyệt vời khi đi học Phật quá. Như có một anh chàng, anh với vợ anh cũng lơ là về tình cảm, sống có hạnh phúc. Rồi cuối cùng cũng bàn với nhau, bây giờ đã sống không hạnh phúc mà có thằng con trai mà. Bây giờ con đi theo mẹ, theo cha. Thằng con trai nó nói con đi theo mẹ. Thì anh biết chùa mình, anh đến đây tu mỗi tuần chủ nhật, bàn với vợ đàng hoàng hết, vợ đồng tình, anh cứ đi tu đi, con để tôi nuôi. Tại giữa tôi với anh cũng có tình cảm, sống với nhau mà không có tình cảm, sống gán gượng thì nó không có gì là hạnh phúc. Thí dụ như nếu mình sống có tình cảm mà mình đi kiếm tình cảm mới thì nó không hay. Trong cái cuộc đời này, ban đầu đến với nhau thì thương yêu, nhưng mà từ từ nó cũng lạnh nhạt. Đó là cái việc mà con người nó cảm thấy ngán, quý vị à. Thường người ta nghĩ món ăn nào mới mẻ thì ngon, nhưng mà ăn thời gian rồi nó cũng ngán. Vậy thì mình tìm mối tình mới nó cũng ngán nữa, tiếp tục. Cái tình cảm con người đến con người mà nó không ngán là do mình chấp nhận. Mình chấp nhận biết đủ, mình thấy được rồi. Vợ mình gì cũng được, chồng mình gì cũng được rồi, thì mình không có ngán, mà mình biết trân quý cái mối nhân duyên mà cuộc đời đến thế gian này gặp nhau. Còn nếu như đến với nhau mà toàn là trở ngại nhau không, làm nhau đau khổ không, mà mỗi ngày quýnh đập nhau, chửi mắng nhau, sống giống như sống gán, sống gượng,
giống như sống cho qua ngày đoạn tháng, đi chờ chết đi đọa lạc. Thì cái việc này mình suy nghĩ lại con đường của mình đang sống. Hôm nay mình gặp Phật Pháp rồi, nếu như mà hết duyên hết nợ thì xa nhau mình cố gắng mình tu, chứ đừng có tạo thêm cái duyên nợ mới. Tại vì nó cũng không có cái gì đặc biệt đâu. Tại vì trong cái cuộc đời này nó đều ngao ngán nhau hết trơn. Mình tìm cái mới thì nó cũng là như vậy nữa. Nên những đức khuyên tất cả các cô mà nếu trong cái cuộc đời này mà mình lỡ xa chồng, hết duyên hết nợ nhau, thôi mình học Phật, mình nuôi con cho đàng hoàng đi. Dù cho là mình có khó khăn nhưng mà về sau con mình khôn lớn, vì cái vai trò làm cha làm mẹ của mình nó cũng cảm thấy rằng mình hãnh diện đối với con. Chứ mình bước thêm bước nữa, mình diện lý do rằng là bây giờ hai ba đứa con, ba bốn đứa con nên anh đến anh phụ. Nó không có phụ gì đâu, nó còn có khi còn tạo thêm gánh nặng cho mình. Rảnh vứt cho rồi đi đến chùa, lễ lọc thì đi đến đây, Tết nhất đi đến đây. Còn lúc bình thường thì làm việc gì làm được nuôi con, dù cho là một chén cơm, một chén cháo, một dĩa rau, nhưng mà tình mẹ con, tình cha con nó vẫn thấy ấm áp. Còn hơn là rước về cái cù lôi nữa, mệt mỏi thêm làm gì. Ban đầu thì nó cũng thấy hạnh phúc, nhưng mà cái hạnh phúc giữa vợ chồng mới mẻ đó, nó làm cho giữa mình với con nó xa nhau. Tại vì con nó cảm thấy rằng là mẹ mình giờ có mối tình mới nên ít có gần gũi nó. Rồi trong lòng của con nó lại gây một cái tâm mà gọi là bất hòa tư tưởng. Nó nghĩ rằng mẹ bây giờ có tình mới, rồi đứa con nó buồn chán, rồi bạn bè lại nói mẹ bây giờ có chồng mới rồi kìa ha. Rồi con mình nó mắc cỡ. Và từ nơi đó mà nó sanh tâm, nó không muốn học hành, nó hư hỏng đi bụi đời. Cái tệ nạn xã hội là xảy ra từ ngay cái chỗ là xa nhau lại đến với người mới. Chứ không phải là cái chuyện mà xa nhau mà con hư đâu quý vị. Nếu như xa nhau mà cha hoặc mẹ mà nói với con rằng bây giờ mẹ với cha hết duyên hết nợ, xa nhau, nhưng mà con cứ yên tâm đi, cha với mẹ sẽ lo làm ăn đàng hoàng chăn chín, rồi biết Phật Pháp, biết tu hành, sẽ nuôi các con đàng hoàng, dù là nghèo cỡ nào nghèo cũng là nuôi các con, chứ mẹ cha không có muốn bước thêm bước nữa đâu. Con cứ yên tâm, dù là con xa tình cha hoặc tình mẹ, nhưng mà lâu lâu con vẫn đến thăm cha hay mẹ bình thường, không có gì đâu. Tại vì giữa cái việc cha với mẹ hết duyên hết nợ, nên bây giờ xa nhau thôi con đừng có buồn. Chứ thật sự thì cuộc đời đến với nhau cũng không có muốn, mà cái chuyện giữa chừng gãy gánh gì đâu. Nhưng mà hết duyên hết nợ thì thôi con à, mẹ từ hôm nay biết Phật Pháp là mẹ sẽ cố gắng. Mà ở như vậy mẹ nuôi con, dù cho mẹ cũng còn có được, cũng mấy thằng nó nhìn. Nhưng mẹ không có để ý gì tới, mẹ không có ngó ngàng tới chút nào, con cứ yên tâm. Nên mẹ cảm thấy ngao ngán lắm rồi. Thì đứa con nó nói mẹ nghe ngao ngán nhưng mà cố gắng không biết chừng nào nghe mẹ. Con nghe thầy nói phải đi đến chùa để nghe thầy nhắc hoài, vì thì mẹ mới ngán cả đời. Chứ nếu mà mẹ mà không đi đến chùa mà mẹ ở nhà mẹ ăn diện rồi mẹ đi chơi uống cà phê cà pháo á, coi chừng con nghĩ mẹ ngán thời gian mẹ thèm lại. Thiệt á, không có giỡn đâu. Thế thì phải nhớ rằng là cái nỗi cô đơn chống vắng của chúng ta nó phải có sự bù đắp. Nếu sự cô đơn chống vắng mà nó không có cái bù đắp thì mình dễ lắp vào những cái điểm mà thiếu sót đó lắm, hiểu không? Nếu nó mà không có một cái gì để bù đắp vào thì nó dễ tìm cái lắp lắm, nó lắp đại lắp càng. Có khi nghĩ rằng là gặp nhau thì người có nước, người có lửa, người có gạo thì kết hợp nhau nấu cơm, nó phiền. Nên chúng ta phải biết cái chỗ để mà chúng ta bù đắp nó, bổ sung nó. Mà những đức thấy rằng cái chỗ bổ sung là ngày Chủ Nhật, ngày thứ Bảy, rồi rảnh rỗi đi vô chùa, Tết nhất đi vô chùa, dẫn con đi vô chùa. Cứ như vậy đi mấy bà mà bị chồng bỏ chồng chê ơi. Đặc biệt, thật sự mà nói thì những đức, mình là người nam, người đàn ông chắc là nó có một cái tư chất gọi là mình thương những người phụ nữ.
Nhất là những người mà người ta bị chồng bỏ chồng chê. Bây giờ quý vị coi, mình đi tu rồi mình có thương những người chồng bỏ chồng chê, mình cũng không có rước người ta về nhà, mà mình rước người ta đi vô chùa để cùng với mình hướng đến một cái phương hướng giải thoát, thì mình rước bao nhiêu bà cũng được. Chùa thì cũng rộng rãi, phòng ốc thì nhiều, chứ nếu như mà như nhà có một phòng mà rước về thì nguy hiểm. Đúng không? Nên bây giờ chùa mình đông mà những đứa có rước bao nhiêu bà về thì cũng làm việc cho Tam Bảo thôi, chứ những đứa cũng đâu có dám lạng hoạng vô phòng mấy bà. Không, cái sự mà nhắc nhở mình và ở trong ngôi Tam Bảo mình nó đặc biệt lắm. Tại vì mình không thể nào mà đến với một người nào đó để rồi mình bỏ tất cả tình cảm khác. Mình phải lấy tất cả tình cảm nó cảm thấy ấm áp cõi lòng hơn là mình chọn một tình cảm mà để mắc nhiều tình cảm. Ví dụ như các cụ, các thầy, các chú thương mình, các cô cũng thương mình, thì chúng ta cùng thương chung và cùng lo cho nhau chung, nó dẫn thấy hạnh phúc. Nên từ nơi đó mà những đức thấy rằng là rất là cô về, nhiều cô về chùa mình là thấy nó có cái sự bổ sung bù đắp về cái việc mất mát, cái việc mà vợ chồng với nhau xa nha, hoặc là người mà xa vợ rồi. Đến chùa mình họ có một phương hướng nha. Có những chàng trai mà có vợ, gia đình mình vợ giàu lại xem thường. Nếu gặp trường hợp này luôn xem thường. Bên vợ, vợ cầm tiền hết chứ, chồng hiền nhưng mà ăn hiếp chồng, xem thường chồng, chửi chồng dữ lắm. Vậy mà cuối cùng đi đến chùa mình nghe tư tưởng những đức vậy mà dám đứng lên mạnh dạn. Những đức là thường cho người ta một cái tư tưởng yếu thì phất lên, mà người mà vượt lên cao quá thì hạ xuống. Tại vì sao? Mình cỡ nào cỡ chứ cũng phải nhìn vào cái tình, cái nghĩa giữa con người đến với con người. Dù người ta nghèo, người ta lấy mình cũng là chồng mình. Chứ bây giờ mình có tiền, mình cầm tiền, mình hà hiếp người ta thì coi không được. Như Đức thấy người đàn ông vậy, như Đức cũng tội nghiệp. Nếu đặt mình vào người đàn ông đó, mình không chấp nhận được đâu. Dù cho anh nghèo, anh lấy em nhà giàu, nhưng mà đó là duyên nợ giữa chúng ta. Anh cũng có phước duyên nên anh mới lấy được người nhà giàu. Thì cái việc của cải này của chồng công vợ hay là của vợ công chồng, nó cũng có cái nhân duyên đó chứ. Chứ em có được quyền lắng lướt, anh hỗn ẩu được đâu. Hoặc là cầm tiền hết trơn, cái hà khắc, hoặc là nói lời mà hỗn ẩu có mới được. Nên là những đức mà gặp những người đàn ông vậy, những đức nói mở cái lòng bay đi. Tại vì sao? Cho nó biết. Tại vì mình á, bị nhút nhát, bị đàn áp hoài, họ không có dám nghĩ rằng là mình là người dám mở lòng bay đi. Bây giờ mình mở lòng mình bay đi cho con chim đó nó biết. Hiểu không? Chứ không thôi nó có hù mình hoài. Chứ không? Nhưng mà có nhiều chàng trai thì cũng không dám. Nó đó là cái nợ của họ không dám. Hoặc là vô đây rồi nhưng mà vẫn nghĩ về cái lòng xưa. Tuy là bị nhốt vậy nhưng mà phải bị nhốt trong lòng. Nhưng Đức nói rằng là chúng ta mà được thông dong thì tuyệt vời quá. Con người sống mấy chục năm ai dại khờ gì, chúng ta cứ bị câu thúc mãi khổ đau. Nên những đức nói thật sự chứ không phải Phật pháp đi dạy con người ta đi chối bỏ cái tình cảm giữa con người đến với con người. Nhưng mà có duyên có nợ thì đến, hết duyên hết nợ thì thôi. Thật sự mà nói, khi có duyên có nợ thì đến với nhau nó cũng có cái sự chối buộc. Nếu mà hết duyên hết nợ thì xa nhau rồi thì cố gắng tu. Chứ đâu có gì mà gọi là chúng ta mà nói là chối bỏ tình cảm gì, hoặc là mình buồn khổ quá mình muốn bỏ chồng bỏ vợ mình tu không phải. Nhưng mà cái duyên gì còn duyên còn nợ có trốn tránh đâu nó cũng dính. Mà hết duyên hết nợ dù ở bên nhau nó cũng không có tình cảm gì, mà nó làm nhau đau khổ thêm. Giống như sống gỡ quý vị, sống gỡ vậy không nên sống vậy đâu. Cuộc đời con người mà tự nhiên chúng ta đi sống những ngày tháng vậy đâu có ý nghĩa gì đâu. Nên những người trẻ tuổi mà gặp Phật pháp nên trân quý, trân quý cái mối nhân duyên này. Nên những đức mà ở trong ngôi Tam Bảo này mà thấy những chú, những cô mà ở trong chùa mà họ mỗi ngày họ cứ rầu rĩ, buồn 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 á, những đức khuyên nhiều lần mà không được là những đức nói thẳng một câu. Như hồi sáng những đức cũng nói với cô này một câu, cổ thì cha mẹ cũng mất hết, trong chùa tu thời gian cũng lâu mà ngồi đâu có buồn buồn buồn. Những đức nói giờ cô muốn cái gì?
Muốn gì thì nói đại đi, người ta xử lý chứ, hiểu không? Còn nếu không thì những đức khuyên cô nên từ nơi nào đến thì trở về nơi đó đi. Những đức không thích một con sâu làm sầu nồi canh, hoặc là một con ngựa đau chân cả tàu bỏ cỏ, không nên vậy đâu. Những đức là người bổ túc cho cái hội chúng nó vui, không thích cái người vậy. Chúng ta được cái nhân viên trong chùa gì là quá chân quý, thật sự. Những đức chân quý lắm quý vị, tại vì những đức đã từng trải qua 11 năm đi làm thuê làm mướn. Trời ơi, Tết nhất này đừng có nói mà trong cái thời này, cái lúc ngày xưa chưa đến nỗi kinh tế bị ảnh hưởng mà đã khổ quá rồi, không chi là cái hiện tại này. Bây giờ quý vị ngoài đời quý vị thấy rõ ràng không? Cái năm nay này ăn Tết thê thảm, quan năm còn thảm thế. Mỗi năm nó càng tệ chứ không phải là mỗi năm nó tốt đâu, cho quý vị biết đó. Nó nên con người mà ở trong chùa mình là con người đại phước báo đó, cho quý vị biết đó. Được có những giây phút mà ngồi trời ơi vui vẻ, ăn uống thoải mái, không cần suy nghĩ gì, chỉ là phục vụ chúng sanh. Đó là một việc ý nghĩa cao thượng của cuộc đời người. Mà ngồi đâu rầu rĩ thì đẩy một gậy cho mày đi luôn, để cho mày biết được cái xã hội như thế nào. Những đức không có nhương nhị những cái chuyện tào lao đó quý vị. Còn đã chung tay thì nhiệt tình, từ hôm nay những đức xử còn ác đạn hơn ngày xưa. Hiểu rồi, xử ác đạn hơn ngày xưa. Sống với nhau là phải chung tay nhiệt tình. Chỉ cần mầm móng lãng quạng là những đức xử trước thời gian quy định luôn. Chứ đừng có nói đợi cho có thời gian mất công quá đi. Mày hiểu rồi, bây giờ càng ngày càng hiểu sâu sắc rồi. Không có để vòng vo nữa, để cho họ biết được, để cho họ biết được ngoài đời nó khổ làm sao. Họ mới chân quý ở đây, chứ họ sạch phước. Nó ngồi ngơ ngác, nó đi kiếm cái gì thì kiếm đại nó một phát đi, đúng không? Còn tu thì tu cho tới bờ tới bến. Còn muốn cái gì thì nói thẳng một cái, còn nếu không ta xử lý chứ. Xong, nó ở trong ngôi tam bảo đông người, nó phải giải quyết gì quý vị. Thì cái người ở lại nó mới đặc biệt nha quý vị. Những đức thấy chùa mà nó càng ngày nó càng tốt, nó càng đi thì nó càng tốt, nó lạ như vậy. Tại vì cái tư tưởng của những đức đưa lên nó rất là đặc biệt. Con người ở lại là con người đặc biệt không mà quý vị. Còn con người nó đã không đặc biệt, có đông cũng bằng không, có làm gì. Nên người mà đã phát tâm đi tu phải suy nghĩ cho chín chắn, quyết chí cho mạnh. Cái tâm con người còn trẻ thì ai cũng có tâm này tâm kia, nhưng mà mình phải chăn quý con đường này. Nên cái người ta nói tư tưởng quan trọng, cái tư tưởng cực kỳ quan trọng luôn. Thí dụ như chúng ta đã từng lỡ sai lầm của cuộc đời con người, đã dính chân vô những cái việc mà gỡ ra không được, mà chúng ta có cơ hội để bước ra được là chúng ta phải phát lên liền. Đừng có dại khờ chúng ta chôn mình vào những vị trí đau khổ nữa. Nên những đức nói mạnh dạn một câu, chúng ta từ hôm nay nghe Phật pháp chúng ta đừng khổ nữa. Nhớ, khổ đen chi, khổ cũng sống à. Chứ chúng ta đâu phải khổ là chết liền đâu, thấy không? Khổ cũng phải sống, vì khổ làm gì? Không nên khổ. Nó bây giờ những đức nói tất cả quý vị, nếu ai lỡ lấy một người chồng ăn nhậu bê tha cực kỳ luôn mà nó quyết định nó không bỏ mình, thì đây là giữa duyên nợ với mình với nó còn. Nó không có bỏ, nó không có bỏ mình thì mình không có bỏ nó được. Chừng nào nó bỏ mình là mới hết duyên, hiểu chưa? Nên từ nơi đó quý vị phải sống đặc biệt để trả qua báo. Những đức nói với quý vị nghe, cái qua báo ở cái cuộc đời này mà trả nó nhỏ như hạt mè vậy đó, mà cái quả báo tam đồ thì nó lớn như hư không vậy, quý vị nghĩ đi. Nên cái khổ ở cõi đời này mà bệnh đau, hoặc là bị bỏ rơi, bị mất tiền, bị con cái bắt hiếu với mình, nó nhỏ như hạt mè vậy đó. Mà chúng ta chịu chưa nổi, đừng nói chi là chịu tam đồ ác đạo khổ đau. Quý vị coi cái khổ đau như hư không, và cái khổ đau ở cõi ta bà này như hạt mè, vậy thì chúng ta có gì mà gọi là không chịu nổi đó. Nên những đức nói rằng là những cô mà chồng bỏ chồng chê, những đức chúc mừng mấy cô, chúc mừng mấy cô thiệt á, không có giỡn đâu, nghe không? Nên mình những đức ngoài đời cũng là một thanh niên hư hỏng, đâu phải là người đi tu năm 14, 15, 10 tuổi đâu. Đâu phải, người ta đã lem luốc hết trơn, đã biết hết trơn. Nên mình biết cái đời quá. Thật sự mà nói, người ta cầm của cải vô đem nó cúng dường cho mình, nó cũng là cả vấn đề. Mồ hôi nước mắt máu của người ta chảy ra mà ta cầm vô ta cúng. Nó giống như hồi sáng có mấy cô, nó lụm cụp cầm lại. Có khi cả một cái tài sản của ta được mấy chục triệu, 100 triệu người ta đem ta đưa hết trơn. Vậy đó mà mình làm việc cho tam bảo, mình làm cho người ta mà không xứng đáng thì mình có tội. Nên quý vị thấy những đức làm cực lực chưa, làm kinh khủng luôn á.
Một năm trời Những Đức dùng tiền không biết bao nhiêu mà nói nữa. Những Đức nói nếu mà Những Đức ở ngoài đời, mười đời của Những Đức nhập lại cũng không bằng Những Đức ở đây xài tiền tháng. Mười đời luôn chứ đừng nói một đời. Cho quý vị biết đấy. À, như vậy đó mà đi tu gì mà còn chưa chân quý. Những Đức nói đã là đi tu mà gặp cái nhân duyên này là thù thắng lắm nè. Quý vị coi mấy ngôi chùa ở đâu mà từng chủ nhật nào người ta cũng đến đây mình có cơ hội phục vụ người ta. Nếu như mình đi đến một cái ngôi chùa mình ở ngoài đời đã cực, mình không làm được ý nghĩa, mình đi vô chùa mà người ta về như vậy, cái duyên cái ông thầy ông dẫn dắt người ta về như vậy, mình có cơ hội để mình tu phước tu duyên. Đi tu là phải cái cơ hội như vậy mới là ý nghĩa. Chứ nếu như một ngôi chùa vắng tanh như chùa Bà Đanh, mỗi ngày cốc cốc can can đi kiếm cơm ăn, ý nghĩa gì mà đi tu như vậy? Không có ý nghĩa gì. Cho Những Đức nói thật, mong tất cả những người đi tu nên suy nghĩ cho kỹ. Con đường mình đi tu không phải là để mà gọi là chúng ta là sống cho nó an nhàn, không phải. Mà là con đường mình đi tu là để là làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời, nó mới là đặc sắc. Đặc sắc là làm việc ý nghĩa cho cuộc đời. Những Đức nói Những Đức càng đi tu càng vui. Tuy Những Đức có khi quý vị thấy Những Đức cũng mệt, nói chuyện nhiều, giảng pháp nhiều, sắp xếp chúng nhiều, cổ bị đau ho. Có khi gọi bên kia ho kịch liệt mà qua đây nó không có ho, thì mình thấy có Phật Bồ Tát gia hộ cho mình rõ ràng. Chứ ngoài ra nếu không có dám nói chuyện đâu. Còn gỗ nó rét nó ho mà đâu có hết đâu, mà cứ tiếp tục, đâu có nghỉ được buổi nào đâu. Giống như cần cổ Những Đức là nó không lành da non, mà tiếp tục nó lột lại da non luôn, chứ đừng nói tới da già. Vậy mà người ta cứ tiếp nói. Trời ơi quý vị coi, như chúng trong chùa mà họ hiểu. Quý vị coi Những Đức mà giải quyết vấn đề ở trong chùa không biết bao nhiêu việc mà nói của một ngày. Rồi quý vị coi Tết nhất như vậy, rồi ban tổ chức Những Đức quan tâm lắm nghe quý vị. Cái ban tổ chức, tại vì Những Đức biết cái ban tổ chức là cái ban mà nó cùng chúng tay với mình để làm việc cho đại chúng, nên Những Đức quan tâm lắm. Nhờ cái anh này anh đóng giùm đơn, tại vì thấy cái giường quý vị nó cũng mua 1.400.000 cái, mà nằm trong vòng chừng 2 năm mấy gì bắt đầu nó lăn quá, kêu kẹt, lăn tới nó kêu kẹt. Nó mình tính ra thôi, mình đóng đại cái đơn, mà đơn một cái đóng tới 5.800.000. Cây gỗ chắc chắn luôn, nó 50-60 năm cũng chưa hư cái đơn. Thì Những Đức tính ra cái thời gian tuổi thọ cái giường và cái đơn, tính ra mình vẫn còn lờ tuổi thọ. Lờ chứ, hiểu không? Tính ra nó lờ, nhưng mà nó phòng ốc nó sạch là có cái hộc ở bên trong có cụ bỏ thẳng vô luôn. Nó không có tủ bàn để tứ tung lang tang để cho phòng các cụ, bước vào cái sạch sẽ. Phòng bây giờ Như Đức lát gạch sạch hết trơn xung quanh tường, còn cái đơn mà để vô nữa. Nên Như Đức nói với anh này, cái đóng từ từ đi, đóng cho đàng hoàng. Mình đóng lần một thì nhiều tiền quá, nên cứ là 10 mấy cái cái trả tiền, nửa tháng được 10 mấy cái trả tiền, thì một năm từ từ thì cũng đóng hết cho các cụ à. Rồi cái lay quay bên kia mà giường cũ đi, cái mình tiếp tục mình cứ làm lay ray để cho tất cả các cụ. Những Đức cứ nghĩ mấy bà già bà vô chùa cuộc đời bà ngoài đời đó khổ quá, bây giờ bà vô chùa mình phải lo cái gì cho bà cụ để bà an tâm, để cuối đời của bà ra đi nó cũng thấy trọn vẹn cái nghĩa tình con người đến với con người. Những Đức nghĩ rằng là đời của cha mẹ Những Đức là quá thê thảm. Mẹ 49 tuổi chết mà chết trong một hoàn cảnh cực kỳ khổ đau. Trời ơi là trời, bà khổ gì đâu mà bà khổ dữ. Mà khi bà chết mà mổ một cái là chết queo. Xong mà trở về cái bụng nó phì lên, rồi bắt đầu là nằm chùm chiếc chiếu đó với cái mền gách chùm lại. Rồi bắt đầu những cái ấn tượng đó mà lúc năm Những Đức 6 tuổi mà ấn tượng hoài cả đời. Thì biết rằng mà lúc đó mưa gió, anh chị em bu xung quanh khóc. Rồi mưa gió thì gió nó tóc nóc nhà lên, nhìn lên thì trời sấm chớp, ở dưới thì xác mẹ nằm. Cái cảnh tình mà trời lúc còn nhỏ 6 tuổi mà cái cảm giác khi mẹ chết quý vị, bước ra sau giường chuối, nhìn ra cái giường lúa phía sau. Vì sau này bị về quê Những Đức là phía sau đó ta làm khu công nghiệp. Chứ ngày xưa cái thời Những Đức 6 tuổi á, là phía sau là lúa ruộng không à. Nên Những Đức đứng ngay cái giường chuối mà sau hè có cây sung, đứng mà nhìn ra cái giường lúa mà mình nói rằng 6 tuổi mình nghĩ mẹ đã chết rồi. Cuộc đời có người mình chừng nào gặp lại mẹ ta. Mà nếu ai đã từng mất mẹ mất cha, quý vị sẽ nghĩ được liền. Trong lòng mình nó nghĩ rằng chừng nào gặp lại mẹ ta. Mà lúc mà nó nghĩ như vậy thì kinh khủng lắm. Giống như một bầu trời sụp đổ xuống, kinh khủng lắm quý vị. Nhưng mà con người chúng ta có khi lớn lên rồi có vợ có chồng, cái mình tạo ra một gia đình riêng của mình, đối với tình nghĩa cha mẹ mình lại giảm bớt đi. Nhưng thật sự chứ cái lúc 6-7 tuổi đối với cha mẹ mình là một con người gần gũi kinh khủng lắm. Mà khi mẹ cha chết rồi, cái trong lòng mình trời nó bị mất mát một cái gì đó kinh lắm quý vị.
Nhưng mà một con người mà đã mất mẹ từ nhỏ là khổ lắm. Khổ lắm quý vị. Rất là khổ. Đi kiếm ăn, kiếm cái này kiếm cái nọ để ăn, chứ không phải chuyện giỡn đâu trời. Mà nhà nghèo, nhà khổ. Mà năm 49 tuổi mẹ Như Đức chết. Rồi sau này ba Như Đức 64 tuổi ổng cũng chết. Nhồi máu cơ tim chở giữa đường chết. Mà lúc đó có ai biết Phật Pháp gì đâu. Quý vị coi những đức trên thành phố đi về. Mà lúc đó về mà nhậu xỉn sai. Nhậu xỉn sai hư hỏng. Ba chết về cái bạn bè đến nhậu ngày nhậu đêm. Mấy ông thầy đến tụng kinh. Còn những đức thì phía trước bài nguyên một sòng nhậu. Những đức nhậu tá lả âm binh chứ. Nhậu xong còn dẫn bạn bè đi kiếm gái nữa chứ. Quý vị coi ngày ba những đức chết luôn. Quý vị thấy tội lỗi kinh khủng không? Nên những đức nói cha mẹ sinh mình ra cho mình cái thân này, nhưng cha mẹ không có cho mình Phật Pháp. Nên những đức nói cái ơn của thầy nó lớn gấp 100 lần ơn của cha mẹ cho cái thân. Tại vì cha mẹ cho cái thân mà chúng ta tạo nghiệp mấy chục năm rồi chúng ta đi đọa lạc, quý vị nghĩ đi. Nhưng mà thầy cho mình cái huệ mạng là cho mình một cuộc phương hướng đi để hướng đến giải thoát. Những đức năm 29 tuổi gặp Phật Pháp mới có được ngày hôm nay. Chứ nếu như những đức không gặp Phật Pháp, quý vị coi làm sao những đức có ngày hôm nay. Nếu như mà những đức không gặp Phật Pháp, bây giờ của người những đức nó lầy dữ lắm. Tại nó ăn nhậu quá trời luôn mà. Một ngày những đức nhậu 3-4 chập, những đức cứ nhậu suốt. Vậy thì quý vị nghĩ được con người làm sao mà không lu mờ lý trí không? Vì mà khi những đức bỏ nhậu, bỏ ăn chơi, những đức tu hành ăn chay. Vậy mà những đức đi tu một phát không có ai tin đâu. Nhiều người không ai tin chứ. Người nào cũng nói những đức đi vô phá chùa. Nhưng mà mình thấy ngao ngán lắm rồi quý vị à. Thật sự mà nói tính ra từ 6 tuổi mất mẹ tới 29 tuổi những đức quá ngao ngán rồi. 18 tuổi lên thành phố đi làm thuê làm mướn cho người ta. Bị chữ te tua mới có được cái nghề nấu ăn. Mà nấu ăn cũng bị ép giá cũng được bao nhiêu tiền đâu. Lương cũng ít mà ăn xài học đòi đua đòi ở thành phố. Rồi bắt đầu nổi máu lên ăn chơi nhậu nhẹt. Bắt đầu quý vị những đức thấy rằng là cuộc đời mình có khi 12 giờ khuya 1 giờ khuya mà nhậu về ói ọc 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 nằm mình một. Lăn lóc có khi nằm lên đống ói luôn. Thì quý vị nghĩ đi, nghĩ như vậy rồi tự nhiên cái khi mà cái lúc mà những đức mà nhậu xỉn mà ói mửa gì đó, tự nhiên trong lòng những đức nằm gì mà cứ suy nghĩ cuộc đời mình đi về đâu chả? Cuộc đời con người mình cứ gì đi về đâu đây? Mà bây giờ mình biết đi về đâu đây? Thật sự mà nói rất là ngao ngán nhưng mà không có con đường quý vị à. Những đức mong những buổi chia sẻ này, những con người mà gặp tình cảnh như những đức có con đường. Những đức ngày xưa là thật sự muốn có con đường mà không biết đó. Nên bữa sau lại là hết rượu thì tiếp tục bạn bè rượu đi là nhậu nữa. Tại đâu có con đường đâu mà không lao theo cuộc hư đó. Nên quý vị dẫn con cháu mình đi đến đây nó nghe vậy là cho nó một con đường đó. Dù nó có hư gì nó cũng có con đường quay lại. Như những đức nè 29 tôi gặp Phật Pháp một phát. Nửa tháng sau là những đức ăn chay trường luôn. Có ai dám tin không? Một con người nhậu nhẹt như vậy mà đó nói ăn chay trường là ăn chay trường. Nhưng mà những đức được có một cái là những đức tu là tu thiệt, cố gắng, nỗ lực. Từ đó tới giờ mười mấy năm ăn chay luôn tới giờ. Quý vị có những người vì nói ăn chay sau đói bụng này kia. Những đức là nhậu nhẹt nè, nấu ăn mặn nè. Vậy mà những đức lúc nấu ăn mặn mà vẫn ăn chay trường được luôn tới bây giờ. Rõ ràng không? Rồi bắt đầu là từ từ suy nghĩ thôi. Đã ăn chay rồi mà nấu đồ ăn mặn kiếm tiền để làm gì? Thôi quyết định đi tu luôn. Thì cái duyên đưa đẩy mình gặp Tịnh Thất Quan Âm mình tu. Rồi mình gặp ngay tịnh độ rồi từ đó tới bây giờ luôn. Rồi nuôi người già, gây dựng từ từ trong chùa. Rồi tự nghề dạy nghề biết hết trơn. Chùa chiền những đức quản lý, những đức biết hết. Ban đầu không biết bị chữ, bị mắng, bị la. Từ từ làm biết luôn. Giống hệt thợ nấu hồi xưa. Mới vô bị chữ quá trời luôn. Nhưng mà vì chén cơm, nước mắt, chan cơm cũng làm cho bằng được. Con người, con người ta khổ nên chí hướng nó mạnh. Chứ gặp con mình giàu bị chữ cái nó bỏ đi. Nhưng những đức bây giờ ai giúp những đức mà đi? Ở trên kia có ông chú Sáu nhưng mà người ta lo cho con người ta. Ta dẫn mình đến cái chỗ làm vậy thôi. Mình làm sao kể mình. Làm được thì mình nhờ, làm được thì bị chữ, bị mắng, bị đuổi, ăn chịu. Người ta lo cho con người ta, người ta không có nghĩ ngợi đến mình đâu. Người thân người ta cho mình ăn hai ngày, ngày thứ ba là người ta nói rồi. Chú thì còn thiếm, đâu có dễ sống đâu quý vị. Nên từ nơi đó những đức biết thân phận. Những đức là người biết chuyện lắm. Những đức biết không có nương dựa vào người thân nào chứ. Những đức tin 100% không có nương dựa vào người thân nào yên đâu. Anh em lúc còn nhỏ nằm chung một cái mùng, nằm chung cái giường để ngủ. Nhưng mà khi có vợ có chồng hết trơn là mỗi một người nó có chí hướng à. Mình lỡ nhà người ta mình ăn hai ba bữa chứ mình ăn thêm nữa là người ta nói này nói kia mình khó chịu dữ lắm. Thà người dân nước lạ chữ mắng mình còn hơn là anh chị em mà ta nói đon nói ren mình. Mình khó chịu dữ lắm. Nên cái cảm giác đó những đức là người hiểu lắm. Mình là người trải đời sớm quá nên nó hiểu dữ lắm quý vị.
Nên những đức nói thôi mình phải đứng lên thôi, chứ mình không có thể nào nương tựa ai được đâu. Chữ gì chữ, nhưng cố gắng học cho được cái nghề nấu ăn. Chữ quá trời chữ, chữ cha, chữ mẹ, chữ ngoài đời mà chữ kinh lắm, chửi mắng kinh khủng lắm. Vậy mà cố gắng 3-4 năm chờ học được cái nghề, nên con người ta nó được gầy dựng như vậy. Sau này đi tu cũng đâu có dễ đâu chờ. Đi vô chùa cũng gặp nhiều thứ lu bu lộn xộn dữ lắm. Nếu như mà không cố gắng, không lập cho mình một tư tưởng mạnh mẽ, thì cuối cùng đi vô chùa cũng là kẻ ăn không ngồi rồi. Cuối cùng cũng là cốc cốc can can đi kiếm cơm ăn quý vị à. Nên những đức nói quý vị biết Phật Pháp nó là tốt, nhưng không phải ai bước vào nó cũng tốt đâu. Nếu như quý vị là người mà không gặp được dân duyên, không gặp được người dẫn dắt, thì quý vị sẽ sai đó. Mà bây giờ trong 100 người quý vị khó tìm được 5-7 người, thì quý vị biết cái duyên quý vị gặp như vậy có cơ hội không? Nếu như đi vô cái nơi mà người ta dạy mình tụng kinh đi kiếm tiền, thì quý vị phải làm theo Iran. Quý vị coi cái lực lượng người ta 100 người, quý vị vào trong đó 2-3 người, quý vị bị người ta lật đổ không? Còn quý vị đi vô đây không có ai dẫn dắt quý vị đi tụng kinh kiếm tiền, thì quý vị đi tụng kinh kiếm tiền ai cho quý vị? Không chịu. Nên cái điều mà mình đi tu gặp được nhân duyên là nó khó lắm. Gặp nhân duyên thù thắng là khó lắm chứ không giỡn đâu. Những đức nó thật chứ. Khi đi tu 5 năm chờ rồi đi xuống đây quý vị biết vất vả lắm, không có giỡn đâu. Những đức nói cái ban đầu vất vả lắm đó quý vị. Trời ơi, cái cảnh mà từ trên Đà Lạt đi xuống mà ngồi trên xe không có một cắc trong túi nha quý vị. Trong lòng lúc đó nó tủi thân thấy ghê. Tại vì sao mình nghĩ cha mẹ mình chết mình đã khổ vậy rồi. Đi tu tưởng đâu nương tựa chùa chiền được đúng không? 5 năm chờ dứt một phát một cái. Đi xuống đây không biết ở đây là cái gì ở đây. Rồi đi trên đoạn đường cứ là nhắc mình là cố gắng đi. Mày cố gắng. Bây giờ mày đã khổ vậy rồi. Mày đi đến đâu mày cũng sẽ lập nghiệp được. Cứ nhắc mình gì. Mày cứ mạnh dạn, đừng bao giờ sợ gì hết. Tại vì sao trong túi không có một cắt bạc đi xuống đây, ở đâu ai mà biết. Trên xe ngồi cứ là nhìn theo cái đoạn đường mà người ta đi qua từng đoạn đường mình cứ nhìn mình thấy. Trời, cuộc đời sao mình nó đưa đẩy mình kinh khủng hết trời. Nó đúng là mình tưởng là mình yên một nơi mình ở được là cuộc đời mình cũng mãn nguyện đúng không? Nhưng mà nó đưa đẩy mình. Khi ở trong ngôi Tam Bảo những đức càng ở mới thấy được nó không có đơn giản như quý vị nghĩ đó quý vị à. Nên những đức quản chúng mà có những cái những đức xử lý anh em đồ người tu trong chùa thông cảm. Cái hội chúng nó không có đơn giản như quý vị nghĩ đâu. Những đức nói quý vị đi tìm đi tất cả chùa chiền mà có một người quản chúng mà đạt đến cái trình độ mà những đức xử lý vấn đề mà chùa mà nó yên được gì không dễ đâu. Người ta đều sợ. Đa phần người ta đều sợ tổn người ta không à. Còn những đức thì còn cái mạng này sợ gì nữa. Mình đã liều mạng từ nhỏ rồi. Nên từ nơi đó bây giờ xử lý vấn đề đâu có sợ tổn mạng mình đâu. Còn không sợ tổn danh nữa. Cái chuyện nuôi chúng mà 1,000-mấy trăm người bị nó chuyện dẫn chơi hết chợ. Chùa mà nó không chia 3 xẻ 7 ra cái việc này hơi bị khó đó. Quý vị coi chùa người ta có vài chục người đó mà nó còn chia 3 xẻ 7 kìa. Mỗi ông thầy là một nhóm Phật tử đi kiếp chát kìa. Chứ đừng có nói chi mà cái chuyện mà 1,000-mấy trăm người mà nó quy nhất thành một. Cái này không có đơn giản. Nên cái ở cái chúng chùa mình mà người nào mà lạng quạng là những đức xử lý liền. Tại những đức nghĩ về đại cuộc á. Nghĩ về đại chúng cho mấy bà già yên đó mà những đức giải quyết vấn đề đó. Nên người mà đi theo những đức là phải đồng tâm đồng chí những đức thì mới được. Tại vì sao cùng tiến cùng lùi. Mình lo cho người ta có khác gì bản thân mình đâu. Quá đầy đủ rồi, ổn định quá trời rồi. Nhưng mà người ta không trân quý thì thôi. Nên từ nơi đó mà những đức nói đi tu không đơn giản như bị nghĩ đâu. Nếu như mà nói rằng cái chuyện ăn không ngồi rồi thì nói làm chi. Thì cuối cùng đọa lạc. Nhưng mà mình bây giờ mình phục vụ chúng sanh thì nó không đơn giản. Cái ban đầu trong túi không có một cắt mà phải gánh thì 100-mấy chục người đó. Nếu như không nghe lời người ta thì hai bên người ta vũ sổ mình. Ông nào cũng ông lớn hết, xử mình sao? Quý vị tính sao đây? Đó, nên từ nơi đó mà buông một bên thì mang tiếng. Mà khi buông ra một bên thì quý vị biết rằng là mỗi một con người chúng ta sống trong cuộc đời này phải khéo sống. Đời đạo gì cũng vậy, quý vị phải khéo sống. Phải khéo sống thì nó mới đặc biệt được. Chứ nếu như mà nó không khéo sống, xin thưa quý vị nghe, trời ơi, nó không đơn giản đâu. Cả quý vị đi làm công mà vì làm cho hai chủ thôi, quý vị mà không khéo sống là quý vị bị nó vứt quý vị liền. Những đức đã từng trải qua thời gian đi làm công làm cho hai chủ nè. Hai chủ mà thường kết hợp nhau là nó thường nghịch nhau không à. Mà nó không ra mặt đâu. Nó bụp với nhau là nó lôi mình ra. Nó nói người kia, bên kia lôi mình ra, nói người nọ. Mình mà chỉ cần nói cho một người nào trong hai người đó nghe là mình bị dứt. Họ đều che nhau để họ cùng làm ăn. Còn mình là nó quất mình liền.
thì Iran những đức đi tu, khi mà đi xuống đây là hai chủ. Quý vị mà không khéo thì quý vị cuối cùng là sao? Quý vị bây giờ sao đây? Bây giờ cuối cùng gánh một trăm mấy chục bà già này, và những đức có thăm nuôi người già. Những đức suy nghĩ rất là kỹ. Những đức nói nếu bây giờ mà buông bên thầy ra thì tất cả Phật tử mà người ta giúp mình chút đỉnh sống đây, người ta đều nghe lời thầy, người ta buông mình hết trơn. Nhưng mà cuối cùng những đức nói rằng thôi tin Di Đà đi, tin người ta không bằng tin Di Đà. Nên cuối cùng những đức nói câu nói mà ngày xưa những đức thường nói đó quý vị: không sợ người bỏ mình, chỉ sợ mình bỏ mình. Câu mà những đức đặt vào cho chính mình cái câu đó đó quý vị, cuối cùng những đức phải buông một bên quý vị. Buông một bên một thờ đó, tai tiếng biết nhiều nói ông này xuống đây phản thầy này nọ rồi quên ơn vội nghĩa. Bây giờ trong cái sự diệt đó quý vị hiểu nổi không? Bây giờ quý vị chủ nhà, quý vị chấp nhận cho một người đi theo quý vị mà nó có một cái tâm hướng với người khác không? Quý vị làm đó, chồng người ta mà quý vị chấp nhận vợ quý vị nó có hai lòng không? Quý vị đâu có chấp nhận điều đó đâu. Nó thiệt quý vị, cái tư tưởng này quý vị phải tư duy, phải hiểu. Cuối cùng những đức phải chấp nhận buông một bên. Và đã học được cái pháp tu của thầy, con trả ơn thầy bằng cách là con dùng cái pháp tu này để hoàn thiện. Nương vào hòa thượng để mà con có chỗ nương dựa để con tu, bám chặt hòa thượng luôn. Nên cuộc đời những đức rất là nhớ ơn hòa thượng. Hòa thượng đã tạo những đức cơ hội, còn thầy trên kia cho những đức một pháp tu. Thì bây giờ quý vị thấy hướng dẫn người ta đông người gì. Nếu thầy mà coi được điều này, thầy thấy mãn nguyện. Tại vì sao? Tất cả đệ tử của thầy có ai làm được như những đức? Dù là con người này nó hung dữ, nó có ngang tàn, nhưng cái thằng ngang tàn nó lại làm được chuyện. Còn mấy cái thằng nó theo mình, nó vuốt vuốt mình, mà cuối cùng nó đâu có làm được việc gì đâu. Vậy thì nên nhìn sâu thẳm vào cái tư tưởng rằng là thằng thà tao chấp nhận thằng đệ tử như vậy, thằng dám nói, dám làm, dám chơi mà nó làm được chuyện. Nên những đức thường khuyên quý vị sống trong cái cuộc đời này, quý vị phải vượt qua được những cái dư luận. Nếu như một con người làm việc lớn mà không vượt qua được dư luận, quý vị sẽ không làm được việc gì. Cái dư luận trong cuộc đời nó rất dễ đè ép mình cho chết. Nó dư luận nó chỉ cần kích động mình được là kích động hoài vậy đó. Nên con người những đức đã vượt qua tất cả dư luận quý vị. Thật sự mà nói quý vị, những đức nuôi nữ, những đức cũng mang tiếng mang thai kinh khủng luôn. Mà nuôi mà không mang tiếng sao được? Nuôi mà không gần gũi, không thương yêu sao mà được? Quý vị nếu là một người con gái trẻ đi, vì theo một cái người đàn ông mà họ lo cho quý vị đi, người đàn ông này không có hiểu biết, không có tỉ mỉ, không lo từng ly từng tí, không nói chuyện cho vui cười, không nói chuyện ngọt ngào, không có lúc la gầy, thì quý vị sống quý vị có cảm giác gì không? Không có vui gì hết trơn á, chán nản người đàn ông này lắm đúng không? Nhưng mà tại sao nữ người ta theo những đức ta thích? Vì những đức là con người rất là hiểu biết chuyện quý vị, biết rất nhiều thứ, vì nó đời nó đã dạy những đức à, nó dạy những đức quá trời à. Nên bây giờ những đức mới lo được cho nguyên một cái dàn nữ cả trăm người nói chuyện dẫn chơi à. Cả hòa thượng mà nói sao ông này ông nuôi con gái trẻ hay thiệt chậm. Nghĩa là mình phải biết mình, biết người ta, mình phải biết người ta đang cần cái gì. Cỡ nào người ta vui người ta mới sống, như quý vị vui quý vị mới đi đến đây. Chứ đi đến đây mà từng nào cũng buồn quý vị đến đây làm gì, hiểu không? Nó nên trong cái cuộc đời này quý vị phải nhớ rằng sống ở trong cái cõi đời này, mỗi một cái nhân duyên một con người đi đến đây đều có cái khổ. Thiền nhỏ thì khổ nhỏ, mà thiền lớn thì khổ lớn à. Từ nơi đó mà chỉ có cái hiểu thì không có gì khổ chứ. Bây giờ quý vị coi chiếc thiền như thế cũng lớn, như thế có khổ gì đâu. Sống cũng phà phà, ngon lành. Bụng càng ngày càng to. Bụng to này mập hay là ung thư? Nên từ nơi đó quý vị thấy không, mà nghe những cái tâm sự này quý vị thấy nó cũng sâu thẳm. Chứ không vậy, tuy là tâm sự đơn giản vậy thôi, nhưng mà nhiều người bị nghe qua, nếu ai là kẻ cùng tử thì sẽ có cơ hội quay đầu, chắc chắn luôn. Nên tôi nói tôi là người hư hỏng mà tôi đâu có nói tốt đẹp gì đâu. Nên ai là người hư hỏng cũng có cơ hội gặp Phật pháp. Có hai hạng người Phật tán thán: một hạng người mà cả đời hư hỏng mà quay đầu, một hạng người mà cả đời không bao giờ tạo nghiệp. Thì chúng ta đều có cơ hội hết rồi. Nên bây giờ chúng ta gặp Phật pháp, mạnh dạn nói một câu: đời chúng ta đừng khổ nữa. Khổ làm chi, để sống vui, để sống dạng đặc biệt, mà vui trong cái pháp vị, vui trong cái con đường giải thoát. Chứ không phải là chúng ta vui ăn nhậu bê tha, ăn chơi, đó là sa đọa chứ không phải là vui đâu quý vị. Niềm vui mà ăn chơi nhậu nhẹt đó là sa đọa đó. Rồi một ngày nào quý vị sẽ biết. Có một cái chú này, ông bị bệnh. Ông bị bệnh mà quý vị biết rằng là nó hư cái bộ phận dương vật của chú.
nó hư và nó ra máu cũng như người phụ nữ mà có kinh. Một ngày nó thai 9-10 lần, thai băng, kinh khủng không? Để nhắc nhở con người chúng ta vì cái việc ăn chơi sa đọa, chúng ta cuối cùng phải chịu quả báo kinh khủng. Không có giỡn đâu. Còn có những người phụ nữ, mình có một cái tướng tá mà hấp dẫn, cuối cùng cái sự hấp dẫn đó nhiều người người ta thích thú quá, cuối cùng ung thư ngay đâu, ung thư ngay cái ngực, kinh khủng không? Ở trong cái cuộc đời này nó đều là Phật pháp hết trơn à. Nó cho chúng ta thấy được cái mình thích nhất, nó sẽ phát động ngay chỗ đó để cho mình thấy. Nên Phật pháp nó rất là hay để giúp cho chúng ta nhìn ra. Nó rồi quý vị còn thương nổi không? Có những người phụ nữ mà chồng thương vô cùng, nhưng mà nghe nói vợ ung thư ngực một cái là chồng bỏ liền. Có không? Có mà, trong cuộc đời này có nhiều lắm. Nhưng quý vị từ hôm nay đừng sợ, còn có những đức. Mới ung thư hai cái ngực tôi có ăn thua gì đâu. Cái chuyện đó của quý vị chứ những đức đâu có làm gì đâu, những đức có đụng chạm gì đâu mà sợ. Hiểu chưa? Thằng chồng là do nó muốn đụng chạm mà nó bỏ. Còn như Đức có đụng chạm gì đâu mà như Đức bỏ. Quý vị cần lo cái chỗ đó vệ sinh cho sạch sẽ cái chỗ quý vị thôi. Còn những Đức thì cái chuyện những Đức lo cho quý vị niệm Phật là bình thường, đâu có gì đâu. Hiểu chưa? Thằng chồng là do gì nó cần cho đó mà bây giờ nó hư rồi nó mới bỏ quý vị. Quý vị thấy hư tình giả ý không? Cái tình cảm đến với nhau thế gian này phải hư tình giả ý không? Đúng không? Bây giờ đơn giản thôi, lúc mà mình mà đẹp đồ nó hung mình quá trời, mà lúc mình mà vừa xấu nó đã ít hung mình rồi. Nó đã chê chán mình rồi, ngày xưa nó mới cưới về đúng không? Có khi mình muốn ẩm mình đi tắm luôn. Từ ngoài trước mình ẩm mình vô phòng đúng không? Có mà, có ẩm vô phòng đó. Nên tại sao người ta vừa cưới nhau là người ta muốn ra riêng liền, rồi thoải mái quý vị. Thoải mái quá, thấy chưa? Nên từ nơi đó quý vị coi hơi xấu một chút nữa nó không ẩm mình. Mà mình có khi còn đòi hỏi, nó còn chê chán, không cần. Còn ngày xưa thì nó đòi hỏi đúng không? Nó rồi từ từ răng mình rụng đi, nó không muốn hung cái miệng mình. Răng rụng rồi xấu, thấy chưa? Các vị thấy trong cái cuộc đời này hư tình giả ý chưa? Nên cái tình thương trong thế gian này mình chết trong cái đó là mình khổ, là do mình chịu. Quý vị phải nhận thức sâu sắc những điều như Đức chia sẻ. Ít ai mà người ta chia sẻ sâu kín gì lắm. Tại vì sao? Người ta chỉ nói lợn cợn bên ngoài, người ta ngại. Những Đức thì cái miệng này có gì đâu ngại, nó đã rộng rồi ngại gì. Đúng không? Trong cái cuộc đời này mà nó còn hơi còn sức, còn nói được những điều này để cho ta nhận thức thì nên nói đi. Ít ai nói quá. Quý vị đặt câu hỏi gì sao mà thầy giảng nhiều người nghe vậy? Nó vậy mà nhiều người nghe đó. Chứ ai thì cũng là văn tự trao chuốt, văn tự hay vô cùng như một bức tranh đẹp. Còn những đức thì mới nhìn cái là thấy trời ơi gì đâu mà ê hề, nhưng mà đi vào rồi mới thấy vô cùng đẹp. Vị nhớ nghe, ta nói tốt gỗ tốt nước sơn, quý vị nhớ nghe. Thế gian bây giờ nó toàn là nó sơn bên ngoài cho đẹp mà bên trong ung thư á. Nhìn nó người ta xấu xấu vậy mà nó trong nó ngon. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó quý vị biết rằng cho thành phố mà có nhiều cô gái nó đẹp với những người mẫu nhưng mà lại bị sida. Mà có nhiều đứa dưới quê nhìn khô khệt vậy đó, nhìn vậy đó mà lại ngon lành. À, cái này là biết mà. Tại vì sao? Ít ai để ý đó. Còn cái đẹp kia quá nhiều người chú ý nên nó phiền phức, nó thành sida. Không ghê lắm. Hiểu chưa? Nó nên quý vị học Phật á, thà quý vị học với một ông thầy nói chuyện thẳng thắn. Ổng có dùng lời miệng lưỡi ngọt ngào, những đứa cỡ nào đi chăng nữa nó cũng có tố chất đàn ông. Nó không bao giờ gần phái nữ mà nó dụ dỗ người ta lấy tiền, không có đâu. Giống như hôm qua những đứa gặp một cái cô này, cô này có nói một câu: thầy ơi, con lúc trước cái quen một người này sư huynh mà xuất gia cũng nổi tiếng lắm á, đọc giọng hay đồ đặc biệt lắm, nhiều cô gái thích. Mà thầy này chuyên tu không à, mà sau này đổ bể ra thì mới biết thầy này tùm lum. Rồi cuối cùng mà thầy nói chuyện rất là ngọt, rồi cuối cùng mà con cho thầy mượn 100 triệu, rồi xong bây giờ mà con lại mượn tiền của người ta cho mượn, bây giờ con cứ đeo đẳng cho con đòi thầy trả tiền cho con để con trả nợ. Mà thầy hứa lằn hứa lụi hoài, thầy không trả cho con, bây giờ con phải làm sao thầy? Những đức nói cô đi gặp ổng, cô hỏi ổng á.
Nhân Đức đâu có mượn tiền cô đâu mà cô hỏi Nhân Đức. Quý vị thấy không, trả lời rất là thẳng thắn. Cô đi hỏi ông thầy đó đó, cô đòi, cô cho ông mượn tiền mà cô đi hỏi Nhân Đức làm sao. Dù Nhân Đức với ổng là huynh đệ đi chăng nữa, Nhân Đức với ổng là khác nhau mà, chứ đâu phải dính dáng Nhân Đức đâu mà cô đi hỏi Nhân Đức cái chuyện này. Cô hỏi Nhân Đức là cô phải hỏi là bây giờ con đau khổ vậy, con phải làm sao để con hết khổ thầy. Thì Nhân Đức trả lời. Còn cô nói gì tiền bạc mà cô hỏi Nhân Đức làm sao, Nhân Đức làm sao. Ổng mượn tiền Nhân Đức mà hỏi Nhân Đức làm sao, không lẽ cô kêu Nhân Đức trả tiền. Xưa diễm. Bậy. Khờ dại gì đâu. Ta nói bắt thang lên hỏi ông chờ có tiền cho gái có đòi được không. Hiểu chưa? Ông chờ ông nói không có đòi được đâu con. Vậy thì ngược lại đi. Bắt thang lên hỏi ông chờ có tiền cho trai có đòi được không. Trời ơi. Mình á là phái nữ, phải nhớ đàn ông mà cho tiền phái nữ thì phù hợp, không có sai. Cái đó là cái ga lăng của người đàn ông mình, phải không nào. Mình là đàn ông mà, mình chấp nhận cho phái nữ gạt mình luôn. Tại mình là đàn ông, đôi vai mình rộng. Mình là đàn ông mà mình đi gạt đàn bà, điều này là không đúng. Chúng ta là đàn ông, chúng ta là điểm nương tựa cho phái nữ. Thì chúng ta dù để phái nữ gạt mình đi chăng nữa, mình nói không sao em. Đây là nói câu của mấy ông nói chứ không phải tôi nói. Phù hợp thế gian đó không? Không sao đâu em. Tại vì dù cỡ nào đi chăng nữa, anh vẫn chấp nhận cho em gạt. Không sao chứ. Tại vì anh có khả năng. Tiền bạc là đối với anh không có quan trọng quá. Tại vì anh kiếm được. Em có gạt anh cũng chấp nhận vì sao? Anh đâu có gì đâu phải nghĩ rằng là em gạt anh đâu. Hiểu không? Cứ khi chúng ta đến với nhau rồi cũng có qua có lại, thì anh gỡ tiền cho em chút đỉnh, chuyện đó bình thường. Đâu có gì đâu mà em gạt anh. Ai cũng có sự mất mát hết trơn, đúng không em? Chúng ta nếu có một quan niệm gì thì con người chúng ta đâu có đau khổ đâu. Nhưng chúng ta nghĩ người ta gạt mình thì mình đau khổ vô cùng, đúng không? Bây giờ mình nghe vài lời đường mặt ngon ngọt của người ta cũng dùng cả chất xám ta nói ra. Thì thôi mình đưa người ta 100 triệu rồi thì thôi bỏ đi. Nó bán qua chất xác. Mình lúc mình nghe người ta nói những lời ngọt dịu mình cũng thấy bùi tai và thích thú. Thôi bán qua chỗ đó cho 100 triệu. Sốc quê tiếng. Đúng không? Giải quyết xong vấn đề liền. Nghe đi. Đi cỡ mở ra. Trời ơi trời, cho tiền cho người xuất gia mượn tiền đừng có mong mà đòi. Vì đừng có nên cho những đức mượn tiền nghe chưa. Tại vì người xuất gia họ rất nhiều cái lý thuyết để mà họ không trả tiền quý vị. Thí dụ như quý vị cho những đức mượn 100 triệu, quý vị đòi, những đức sẽ nói: cô à, lúc này Tết nhất đến nơi như vậy mà thầy phải lo bao nhiêu là việc chứ. Nào là mua đồ ăn thức uống cho các cụ, lo chương trình lễ lộc sắp đến tùm lum, tiền đâu mà thầy trả. Rất là nhiều lý do mà giết rồi tự nhiên mình thấy không có muốn gặp để đòi hỏi tiền này nữa. Thôi bỏ luôn, vứt đó rồi. Hiểu chưa? Nên quý vị đừng nên làm cái chuyện đó. Có tiền thì cúng dường chứ đừng nên cho mượn. Hiểu không? Thì có tiền thì cúng dường chứ đừng nên cho mượn. Mà Nhân Đức không có mượn đâu, Nhân Đức ngu gì Nhân Đức mượn. Ăn chung mà bắt mình Nhân Đức chuyện, Nhân Đức đâu có ngu. Mỏ nhọn nhọn chứ khôn nữa. Không mà thật sự mà nói, có rất nhiều người nói rằng không biết sao mà thầy niệm Phật với sao thầy có duyên lạ. Nói gì ta cũng cười, thấy không? Mà nói đúng, đâu có sai. Nên từ nơi đó thì biết mình hạnh phúc nhất là mình gặp nhau như vậy nè. Thấy đẹp không? Quá đẹp. Quá đẹp. Có cô cô nói rằng cái cô có cô cô nói thật lòng, cô nói nghe, cô nói: con mà biết thầy trước khi gặp chồng con sẽ không lấy chồng con. Cô nói thật lòng luôn á trời. Cô đó có nói rằng là thật sự thầy nói rất đúng,
Khi con đến với chồng con có tác dụng phụ, đó là hai đứa con phải chịu đau khổ về nó. Nhưng nếu con đến với thầy chắc là con không có tác dụng phụ này. Nhưng Đức nói chưa chắc. Đến với nhau mà học Phật thì nó không có gì, nhưng mà đến với nhau đến tù ti tú tí hoài là có, chứ không phải là không có. Tại vì đây cũng là phàm tăng thôi, chứ đâu phải là thánh tăng đâu, quý vị biết không? Gặp người đẹp nó vẫn là có tâm làm bậy, chứ không phải là nó không có. Gặp đẹp vẫn thích nhìn, gặp xấu vẫn không muốn nhìn. Cái chuyện này không có khác gì của kẻ phàm phu cả. Nhưng mà nó được có một cái là mình nhận thức được sâu kín tư tưởng về cái việc vô thường của đời người thôi, chứ ngoài ra thì nó không có khác gì tư tưởng của kẻ phàm phu, hiểu chưa? Nếu đem một người nữ đẹp mà nhốt cùng phu trời chung phòng với mình thì chắc mình cũng rạo rực, chứ không có giỡn đâu nghe quý vị. Nên những đứa kia ở một mình chứ không có một cô nào ở chung. Bây giờ kêu thử khỏi mà tiếng thử làm thiệt luôn mát đã. Hỏi thử tu là chắc. Hiểu không? Không mà mình nói gì mà nó lại thích thú quý vị. Nói gì mà cảm thấy thích thú còn hơn là mình nói mình quá hay ho ngon lành. Hiểu không? Nó nên từ nơi đó quý vị thấy tại sao mà những đứa gần gũi rất nhiều người mà vui. Vì cái cách nói chuyện những đứa rất là gần gũi. Văn tự gọi là văn chương tùm lum. Văn chương tùm lum luôn. Á lã âm binh đó chứ, hiểu không? Hiểu không? Không biết sao miễn ta vui là thấy thích. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là có khi mà không, khi mà nhà Đức nói chuyện vậy mà có những người mấy năm nghe nhà Đức nghe, khi họ gặp thì Đức họ đứng mà nhìn chăn chăn vậy đó. Nhìn chăn chăn luôn quý vị. Họ thích làm sao kỳ cục. Họ thích làm sao rất là kỳ cục. Xong cái có khi mà chụp hình cứ dựa. Nhưng Đức nói đưa tay đi nắm cái dựa gì. Trời ơi mệt thiết ghê. Tôi nhớ ngày xưa mà tôi mà nhậu xỉn tôi té mà chó nó còn không liếm tay tôi. Mà bây giờ tôi nắm tay có thấy hạnh phúc thiết ghê. Sao mà niệm Di Đà mà sao được cái duyên đặc biệt thấy sợ thiết trận. Hiểu không? Nó không ngộ thì cái người niệm Phật ăn chay nó đặc biệt quý vị. Tự nhiên cái người ta quý, người ta mến. Mà cái quý mến này nó chỉ là cái hư ảo trong cõi đời này, đừng có cho nó là thật nha. Mà mình còn nương dựa Tam Bảo nó được cái sự quý mến này đó. Còn nếu mà nó không nương dựa ngôi Tam Bảo là nó tự nhiên bị người ta cách xa mình liền. Nên tất cả quý thầy quý chú trong chùa mình đi ra ngoài mà người ta quý mến nó, đừng có cho đó là thật nha chưa. Nếu như mình ở trong đây thì người ta quý mến mình mãi là tại mình phục vụ người ta, mình lo lắng cho người ta. Nhưng mình đi ra khỏi ngôi chùa này mà mình không làm việc lợi ích cho chúng sanh nữa, người ta không có quý mến mình đâu. Đừng có bao giờ bị cái hư danh đó lôi kéo nghe chưa. Dạy khờ lắm. Nên những người đã chưa từng trải nghiệm qua cái sự hư danh, họ rất dễ bị hư danh lôi kéo. Họ cho rằng ở một cái nơi gì bước ra ngoài sao nhiều người cung phụng quý mến quá. Mà nhiều Phật tử nói thầy cỡ nào con cũng lo cho thầy. Tầm bậy, nó lo cho thằng từng. Rồi mai mốt rồi sẽ biết thân phận với nó. Đừng có nói chuyện dẫn chơi như những đức là một ông thầy. Những đức không tu nữa, những đức vẫn làm nhiều việc được. Tại những đức là ông thầy là siêng năng, cực khổ, làm cái gì cũng được, hiểu chưa? Còn nếu như ông thầy đi tu từ nhỏ mà không tu nữa là ra ngoài là mình dở lắm. Mình tệ lắm, đụng cái gì mình cũng không làm được. Mà mình đã sống với người đàn bà mà mình không có làm được chuyện gì chứ, thì người đàn bà nó xỏ mũi mình, nó quay mình vòng vòng, nó cho mình ăn, nó cũng chửi rủa đó. Nó chửi rủa mình chứ không phải dẫn chơi đâu chợ. Mình là người đàn ông mà phụ nữ mà người ta thích nhất là người đàn ông có bản lãnh, người đàn ông tư tưởng mạnh mẽ, người đàn ông nói chuyện hoạt bát vui vẻ, người đàn ông có cái quyền hạn của đàn ông, người phụ nữ mới thích. Người phụ nữ không có thích cái người đàn ông yếu đuối đâu. 100% luôn. Vì đi hỏi tất cả những người phụ nữ đi, không có người phụ nữ nào mà thích đàn ông yếu đuối chứ. Họ đều thích người đàn ông trượng phu, người đàn ông phải hơn họ, họ mới thích. Còn mình mà giữ họ là họ không thích đâu. Họ có thích mình đi chăng nữa họ cũng quay mình như con dế à. Đó, nên từ nơi đó mà nuôi con, mấy thanh niên đồ con trai đồ phải có bản lãnh của đàn ông là phải siêng năng. Mình gánh vác gia đình, đối với vợ con mình không có tính toán so đo. Mình là đàn ông là chồng mà tính toán so đo vợ làm chi? Đừng có nói vợ làm được gì, không cần họ làm. Trong lòng mình nói rằng á, anh lấy em mà em khổ, anh cảm thấy anh ngại nè. Chứ đừng có nói mà tính toán cái chuyện em đi làm kiếm tiền. Anh là người đàn ông chỉ có vợ và con mà lo không xong.
Thì đừng có nói chi đến cái chuyện mà tính toán đến cái chuyện em đi kiếm tiền. Em đi kiếm tiền là anh cảm thấy ngại rồi, chứ đừng có nói tính chi cái chuyện em kiếm nhiều hay ít. Nên thật sự mà nói, bây giờ quý vị coi cả chùa này luôn đó, đông như vậy đó, nhưng Đức lo cho cả chùa đó. Rồi tất cả các cô phải như Đức lo hết không? Họ có đi kiếm tiền không? Không. Này là rất rõ ràng. Nên tất cả những người đàn ông khắp nơi nghe phải nhớ cái câu: đừng bao giờ tính toán so đo với vợ làm nhiều làm ít. Chỉ cần vợ mình đẻ con là được rồi, nuôi con là được rồi, hiểu chưa? Cái trách nhiệm của họ là sanh con, nuôi con, dạy con đủ rồi. Còn trách nhiệm của mình là phải làm việc, làm việc lo cho gia đình. Nhưng đừng bao giờ tạo điều kiện cho vợ mình đòi hỏi gì vật chất quá cao. Phải thường nhắc người phụ nữ. Nhưng người phụ nữ mà họ đòi hỏi gì vật chất, người phụ nữ này rất dễ bỏ chồng. Một người phụ nữ mà ham vật chất, ham danh, thường là người phụ nữ họ ham tiền. Nó gọi là dùng tiền để gọi là thử phụ nữ, mà dùng phụ nữ để thử đàn ông. Hiểu chưa? Nên một người phụ nữ bên cạnh mình phải dạy họ biết đủ. Dạy họ biết đủ thì họ ít bao giờ lãng hoạn lắm. Mà họ mà hướng lên mà không biết đủ là dễ lu bu. Nên tại sao một người phụ nữ mà bài bạc, cờ bạc, bài bạc là dễ lấy đàn ông? Vì khi quýnh thua, quýnh thua là người đàn ông nó dễ cấy ngay chỗ đó lắm. Là thua bài bạc, nên họ rủ cái này cái kia, rồi lúc đó bỏ ra chút đỉnh tiền cho mình quýnh bài nữa. Từ nơi đó mà dính kèo. Nên từ nơi đó cái chuyện bài bạc đó, nó nguy hiểm lắm. Nên người phụ nữ tuyệt đối đừng đụng vô bài bạc, đừng đụng vô ăn thua. Nhưng hôm qua có một cái cô nói rằng cô bên nước ngoài mà cô chơi chứng khoán á, nghĩ rằng gom tiền bạc lại một số tiền rất là lớn. Cô nói rằng khoảng nửa triệu tiền Mỹ. Nhiều tiền á, nửa triệu tiền Mỹ là cũng nhiều. Thì biết đánh vào một phát chứng khoán một cái, bị ban đầu thì nó thả cho mình để ăn chút đỉnh. Bắt đầu thả từ 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 mình gom vốn lờ, mình đập vô hết một chỗ, quất một phát lấy luôn, đơ luôn. Cuối cùng cô hỏi Như Đức phải làm sao. Như Đức làm sao là biết làm sao. Nhưng Đức nói thật sự mà nói, mình không muốn ăn người thì ai ăn mình? Tiền mình bỏ trong túi xài vẫn ngon, nghe mấy không? Chắc ăn nhất mình là người tu hành hiểu rồi. Tiền để trong túi tự xài. Đừng bao giờ chơi những cái trò chơi như là hụi hàng. Rồi đừng có chơi mấy cái trò chơi mà số đề số đuôi. Đừng có mà cái kiểu mà cầm một cọc số đi vòng vòng sớm làng. Cái kiểu đó lạng hoạn, nhiều chuyện nhiều điều lắm. Nhất là mấy bà mà cầm một cọc số đề đi vòng vòng sớm, nhiều chuyện ác lắm. Mấy bà ngồi chút, mấy bà nói nỉ nói non cho người ta để mà ghi đề, nên bả thành nhiều chuyện. Nên vợ mà như vậy là cấm tiệt, không có cho. Kiếm tiền mà bằng cách đó sau này con gái học theo, không có nên. Nên từ nơi đó cái này là kinh nghiệm á nghe, nhớ á. Nên từ nơi đó mà tiền có chút ít để dành xài đi, đừng có tham nữa. Có phước là có phần. Đừng bao giờ mà đi đưa vào hụi hàng, nó gánh một phát mình không còn cắt. Hoặc là tiền trong túi mình vậy, bạn đồng tu đồ nói chị đưa cho tôi chút đỉnh tiền để mà tôi mỗi tháng tôi đưa tiền lợi chị xài, rồi xong nó vốn chị chỉ còn y nguyên. Nói thôi trợ là thật. Thôi lờ cái gì mệt quá, tôi giữ cái vốn chắc. Em giữ cái vốn chắc, hiểu không? Nên những Đức nói vật chất của cải ở cái cuộc đời này, nên có cái câu hay: lấy vật chất làm của sẽ rời xa ta, đúng không quý vị? Nó bây giờ lấy vật chất làm của là muốn tạo thêm, nên lấy nó làm của nên nó sẽ rời xa ta. Tiền bạc gom góp vứt vào chứng khoán một phát đẩy sạch luôn. Vậy thấy không? Nó muốn thêm nên lấy vật chất làm của sẽ rời xa ta. Lấy phước đức làm của theo ta vạn đời. Thấy không? Nên cái người có tiền mà biết tu phước tu duyên thì người này quá thông minh và quá trí tuệ. Chỉ đem phước báo để vô trong mạng mình là tuyệt vời nhất. Nè, 16 tới chương trình kiếm thị nè, chơi đi. Đánh chặn đi, đúng không? Đó, lấy phước đức làm của đó. Nghèo quá mà, khổ quá mà, cơ hội mà, tu phước tu duyên luôn. Những Đức làm bao nhiêu chuyện mà còn đánh thêm một trận cuối năm chương trình kiếm thị, đúng không? Rồi bắt đầu là 24 là cuối năm cộng tu, 24 âm lịch cuối năm cộng tu năm nay. Thì quý vị ai mà quý vị thấy mình có điều kiện, có nhân duyên hay trưởng đoàn có điều kiện thì thôi, người xuất gia cũng đi đến chùa mình cả năm chờ. Thật sự mà nói, cỡ nào ai cũng là một con người đều cần có cuộc sống mà. Cả năm chờ, thật sự mà nói có khi đi đến chùa những Đức cũng gầy chứ không phải chuyện giỡn đâu. Những Đức cũng ép thế kinh khủng luôn. Nên nó cũng không đơn giản.
Nên những đức nói rằng mà nói mà những đức đưa ra một cách nó cũng chảy giọt mồ hôi, chứ không phải cái chuyện mà dễ dàng đâu quý vị. Những đức cũng tính toán đó, để cho người ta tu chứ không phải tính toán gì cho mình. Ai mà tính toán cho mình làm gì, cho người ta được lợi ích lâu dài, hiểu chưa? Nhưng mà thôi, cuối năm người xuất gia đến chùa mình thì quý vị ví dụ như có quà cáp gì hay lì xì gì đó thì quý vị, đây là những đức nói với cái khả năng quý vị làm được, đừng có phan duyên đó. Thì thôi cuối năm thì những riêng những đức á, những đức cũng lì xì được một chút đó, không có tệ, được hơn lúc bình thường. Hiểu không? Đến với thế gian này cuối cùng chúng ta không có cầm gì theo được. Đến với con người thì con người Phật đã nói là sẽ làm Phật. Cái nhân trước mắt để tu phước tu duyên cố gắng mà làm. Đó là 24 cuối năm. Rồi đêm 30 thì quý vị coi những đức đã chuẩn bị cho quý vị mấy ngàn cái máy niệm Phật rồi. Mà có hình đồ. Mấy ngàn cái máy niệm Phật rồi đó. Đem về 10.000 cái máy niệm Phật có hình, những đức để luôn đó quý vị. Quý vị biết 10.000 cái máy niệm Phật đó bao nhiêu tiền bạc chưa, không có giỡn đâu. Mà những đức để cái đêm 30, năm nay cái đêm 30 chương trình đêm 30 mà Tết của mình này là hoành tráng. Hoành tráng cái gì? Sinh hoạt vui vẻ xong rồi bắt đầu là nghỉ nửa tiếng đồng hồ, chúng ta lên chánh điện luôn, bắt đầu là chia sẻ Phật pháp luôn tới gần 12 giờ khuya luôn. Chơ lết bánh. Gan chưa gan lết bánh luôn. Xong bắt đầu là gì? Lễ Phật 45 phút luôn, làm tới luôn, thử coi nó làm sao. Mình canh làm sao mà qua từ 12 giờ 10 là lễ Phật xong. Từ thuyết pháp cho tới 12 giờ 10 lễ Phật xong. Năm ngoái lễ Phật xong còn trễ hơn mà. Nên từ đó năm nay mình phải tính gì? Tại vì chúng ta chờ tới 12 giờ khuya thì chúng ta ngồi đầu này ngồi đầu kia nó còn mệt mỏi hơn. Thả vì lên đây nghe người nói chuyện vì cười còn ngon hơn. Thời gian qua mau cấp kỳ. Đúng không? Tính vậy đó, tính vậy đó. Mà cảm thấy nó ấm áp tình người ghê. Cái cuối năm mà trời mình được ngồi bên nhau. Vì coi cả năm giờ đã ngồi bên nhau mà cuối năm mà không ngồi bên nhau đó là. Thì coi á, những gương mặt quen này nghe mà đi 30 mà không gặp nhau là buồn đó nghe chứ. Bây giờ đâu? Tại vì sao? Vì cả năm đã gặp nhau mà bây giờ cái lúc ớt mé mà lại không gặp nhau. Thì coi á, quyết định rồi thấy chưa? Nó quyết định đó nghe. À, nên quý vị nhớ. Nên những đức nói đó, cái ngày 24 cuối năm á, là nó tổng kết của một năm. Ngày 24 cuối năm là nó tổng kết của một năm nha. Là một năm mình đã tu thì cuối năm nhất định phải xuất hiện để mà mình tu cái ngày đó để tổng kết cái việc giảng sanh của mình. Nó giỡn đâu nghe. Ừ. Bây giờ quý vị coi á, có đầu mà không có đích thì không có được. Hiểu chưa? Nó bây giờ đã có đích rồi mà không có chân có cẳng không được. Nên quý vị nhớ là cái đêm 30 là chân cẳng đó, để chúng ta đi đến chỗ giải thoát đó nghe không. Nó nên từ nơi đó mà đêm 30 là cái đêm hoành tráng lắm. Nó rồi bắt đầu là mỗi người một cái máy niệm Phật, là một cái lọc chùa đầu năm ha. Rồi thêm là ít gì cũng là một phần gạo 2 kg. Thấy chưa? Nó khoảng năm nay là mình nói năm nay là đúng ra ăn Tết nghèo đó, nhưng mà mình chơi luôn, mình đem tài sản mình dứt một phát luôn thử làm sao, phải không? Không mà những đức thấy nó thoải mái lắm quý vị, tính sẵn hết rồi. Bắt đầu là qua Tết là mùng 4 Tết chúng ta tổ chức đầu năm, tại vì cái năm nay là mùng 1 Tết nó ngay chủ nhật, nếu mà chúng ta kéo ngay mùng 6 đồ này kia là nó lỡ dở chương trình, nó thất bại đó, không dẫn đâu. Nên mùng 4 là cái năm Tết cộng tu đầu năm, mùng 6 là cộng tu bên chùa mới, nó nằm trong cái giai đoạn mình đang nghỉ, hiểu chưa? Giai đoạn mình đang nghỉ mà ta coi lịch hết trơn rồi, chứ không dẫn đâu. Bấm tay coi lịch rồi nó làm đủ chuyện chứ. Ông thầy này mỗi ngày chỉ có vậy thôi mà ông làm tới bờ tới bến mà. Thì giờ mùng 4 là cộng tu đầu năm chùa hộ pháp, phải không? Rồi mùng 6, nhưng nhớ mùng 4 là cái cộng tu á, đầu năm là mình phải hoành tráng. Phải đến, phải ào ào đến để mà đầu năm dữ dằn lên, thấy chưa? Đầu và cuối nó phải dữ dằn. Chứ giữa ngon mà cuối không có không được, mà đầu không mạnh dạn thì cũng không ngon, phải không? Nên từ nơi đó nghe, bắt đầu là mùng 4 là cộng tu á, đầu năm tại chùa Hộ Pháp nha.
Rồi bắt đầu là mùng 6 á, là tu bên chùa mới á, ha. Tại vì nhà xin xong hết rồi, nó bắt đầu mình tổ chức á, không có giỡn đâu. Nó bắt đầu mấy cái nhà lầu cũng xong rồi đó. Rồi mùng 8 là chương trình mừng thọ. Mừng thọ luôn. Nhưng Đức nghĩ năm nay quý vị có thể mùng 9 đồ này kia có thể người ta đi làm, hiểu chưa? Mùng 9 đi làm nhiều, thì chúng ta lấy cái mùng 8 là chủ nhật để mà tổ chức mừng thọ cho tất cả các cụ già, các người làm con có cha mẹ già dẫn đến từ 70 hả? Từ 70 đủ lên lỡ đây mừng thọ. Từ 70 đủ lên mừng thọ nghe, người già mừng thọ đó, từ 70 đủ lên. Nó những Đức á, sẽ làm phiếu. Bây giờ mình làm cái bài bản luôn. Làm phiếu chương trình mừng thọ từ 70 đủ lên là tất cả những người có cha mẹ già từ 70 đủ lên, quý vị sẽ nhận phiếu giùm cho cha mẹ mình hay là cho những người từ 70 đủ lên được đeo phiếu. Khi đeo phiếu đi vào trong đây ngồi, quy trình ngồi là tất cả những người mừng thọ là đều có đeo phiếu hết. Quy trình phải từ 70 đủ lên đeo phiếu luôn. Nó làm thành một cái quy trình mà gọi là một chương trình mà nó có bài bản nghe. Rồi bắt đầu là mà chương trình mừng thọ, những Đức sẽ tặng cho các cụ mừng thọ một món quà, đó là một cái máy nghe pháp giọt nước có hình những Đức. Không, món quà vậy cũng gần 200 ngàn, không giỡn đâu quý vị. Nhưng mà những Đức nghĩ năm nay mừng thọ giá chót gì cũng là tầm cái dạng gần 3 ngàn bà già, chứ không phải giỡn đâu. Năm nay là dữ lắm á. Cái chương trình này nó là một chương trình đặc biệt hoành tráng, mà một cái chương trình mà gọi là mà người già có cơ hội đến đây được dự, mà biết đâu mà cha mẹ mình đi đến đây mà tự nhiên biết niệm Phật luôn, thấy ý nghĩa, thấy vui, thấy không? Không, mình phải nghĩ cho người trẻ, người già, nghĩ cho tất cả mọi người. Mình đã làm được mà. Những Đức nói rằng là Đức nắm bắt cái cơ hội mình đang làm được những việc ý nghĩa trong cuộc đời, Đức làm tới cùng luôn. Khi quý vị thấy Những Đức không làm là do Những Đức làm không được nữa thôi, là do Những Đức hết duyên, Những Đức hết nghĩ làm. Còn Những Đức mà có duyên là Những Đức bơ tới bến, Những Đức làm cho mà thấy, làm tới luôn, không có giỡn đâu. Tiền bạc có bao nhiêu là giải quyết vấn đề về chương trình tu hành hết luôn. Nhưng mà lạ thay, làm hoài cũng có thiếu. Hay lắm. Bởi vì phải tin Phật. Phật nói càng bố thí càng nhiều, không cầu nhiều cũng có nữa. Đừng có cầu gì hết trơn á, cứ bố thí chân thật mà làm đi. Chùa mình mà nói có tiền bao nhiêu xài cũng hết, mà xài đã tay luôn, thiệt luôn á. Ngày xưa mình có tiền cái là mình ngày xưa có tiền cái là những Đức ngày xưa ngoài đời có tiền cái là chuẩn bị đi coi quán nào mới mở ra, kinh khủng vậy đó. Còn đi ngoài đường lúc chưa có tiền thì đi kiếm quán. Quán hôm nay có em nào lạ lạ vô làm ta, đang kiếm tiền lợi quán đó liền, nghe ghê vậy đó. Nhưng mà bây giờ có tiền đều là nghĩ cái chuyện lợi ích cho người ta không à trời. Đúng là đi tu nó thay đổi cái quan niệm mình. Mà khi thay đổi cái quan niệm rồi là thay đổi hoàn cảnh, hay thiệt. Như vậy thì con người chúng ta muốn thay đổi hoàn cảnh thì phải thay đổi quan niệm sai lầm. Đừng bao giờ cho rằng mình là người nghèo là hèn, đừng bao giờ như vậy. Nghèo không phải là hèn, mà hèn là một cái nhân cách của một con người chứ không phải là nghèo hèn. Nhớ nghe, nghèo không có hèn. Chúng ta nghèo đó là cái số phận của chúng ta. Còn cái nhân cách con người chúng ta có được thì vẫn được người tôn trọng. Quý vị coi, nếu như quý vị có một nhân cách dù nghèo người ta cũng tôn trọng quý vị nữa. Người ta không dám khinh thường mình đâu. Nên một con người sanh ra giàu không phải là được hoàn toàn người ta tôn trọng. Mà nghèo không phải bị người ta khinh, mà là người ta khinh mình là do cái hành động của mình mà bị người ta khinh. Giàu mà thiếu nhân cách cũng bị người ta khinh nè, bị người ta khinh thường nè. Nên chúng ta còn cha còn mẹ, chúng ta phải làm sao báo hiếu cho cha mẹ của mình mà phù hợp trong cuộc đời này. Đó là gì? Mình biết Phật Pháp, mình biết niệm Phật, mình dẫn dắt cha mẹ mình đi đến chỗ giải thoát. Đây là báo hiếu tuyệt vời nhất. Nhớ, phải làm việc này. Thí dụ như cha mẹ muốn vô chùa, tạo hết điều kiện cho cha mẹ vô chùa, dẫn dắt cha mẹ đến chùa. Còn nếu như cha mẹ không chịu đi đến chùa thì mình đừng có đùa đẩy cha mẹ đi vô chùa. Nếu như cha mẹ muốn đi thì mình tạo hết điều kiện cho cha mẹ đi. Dù miệng đời có nói cái gì mình, họ có nói mình là nhà giàu vậy đó mà đẩy cha mẹ vô chùa để mày không nuôi, nó nói kệ nó. Miễn làm sao lương tâm của mình không có như vậy là được rồi. Quý vị nhớ là cái lương tâm mình là cái quan trọng. Chúng ta hãy xem cái tòa án lương tâm mình nó có xử lý mình như thế nào. Nên con người chúng ta sống trong cái cuộc đời này, cái tòa án lương tâm mình là xử mình nhanh nhất.
Mình như thế nào là tòa án lương tâm mình sẽ xử mình như vậy à. Nên chúng ta muốn được an vui tự tại thì quý vị hãy sống đúng với lương tâm mình à. Cái chỗ này là cái quan trọng nè. Đó, sống thiệt, sống nhiệt tình, sống hết mình, sống có tình có nghĩa, thấy không? Như vậy thì quý vị sẽ an vui và tự tại lắm. Quý vị thấy một đoạn chia sẻ Phật pháp một tiếng mấy đồng hồ, nó ý nghĩa vô cùng chưa? Quá nhiều tư tưởng luôn, về mà nghe lại. Rồi tuy là một đoạn những Đức nói vậy đó, lúc nào cũng tán thán bổn nguyện Di Đà, nhưng quý vị coi nhân sinh biết bao nhiêu nói chưa? Nên những Đức mới tin rằng cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn nhân sinh quý vị. Nên vợ chồng mà đi đến đây tu là hạnh phúc chắc chắn, hạnh phúc chắc chắn luôn. Có cô kia cổ nói rằng thầy thầy chồng con khó với con, những Đức nói ổng khó với cô chứ ổng đâu có giết cô, ăn thua gì, khó thì khó kệ ổng, cô cứ giữ cái vai trò cô đi, hiểu chưa? À, có những cô nói thầy thầy chồng con gia trưởng lắm, đàn ông phải gia trưởng, đàn ông nếu không gia trưởng thì nhà này tan nát thì sao, hiểu chưa? Nó, mình cứ nghĩ vậy đi là nó đặc biệt, nó tốt liền. Mình đừng có bao giờ mình nghĩ người ta khó với mình gì, khó là tại mình thôi, hiểu chưa? Chứ người ta khó là người ta khổ, chứ mình không khó thì mình khỏe. Mình đã làm vợ rồi. Người xưa ta nói lấy chồng theo chồng, mà lấy chuột theo chuột, lấy gà theo gà. Bây giờ mình đã lấy rồi là mình theo, còn chừng nào nó bỏ mình thì thôi, đúng không? Chứ đừng có than vang, đừng có than vang, đừng có than vang mà người ta lại sửa tốt, đúng không? Cái thật sự con người với con người mà họ cứ chửi mình hoài, mình không nói gì chứ viết chữ không nổi, viết chữ không nổi. Thí dụ như bây giờ đi, mình chửi ai mà cái mặt người ta vậy nè, thì mình chửi ngon lắm. Mà mình mà chửi ai mà cái mặt người ta, mình chửi không có được. Để ý rõ ràng luôn. Thí dụ như những Đức mà la ai mà cái mặt làm nè, là những Đức muốn bụp người đó luôn á, không phải giỡn đâu quý vị. Mà những Đức mà la ai một cái mà cái mặt người ta, mình nói có mấy câu mình đâu, mình đi chỗ khác mình nói cho sao tội nghiệp quá. Nên về mình tội nghiệp nha, mình về phòng mình nằm mình ngồi mình suy nghĩ, nó trời sao mà la người ta mà sao mặt người ta tội nghiệp quá, trời tội nghiệp. Sao mình kiếm gì mình cho người ta cái kỳ cục như Đức không. Con người như Đức nó cũng là lạc lõng nhẹ nhàng lắm quý vị, chứ không có giỡn đâu. Nó làm thì ầm ầm vậy đó, nhưng mà nó dễ dịu cái tâm. À, la la vậy đó mà ta không nói gì là về suy nghĩ tội nghiệp quá, để nó mua gì cho người ta ăn hoặc là mua gì cho người ta vậy đó. Kỳ kỳ đó quý vị, lạ lắm. Nhưng mà la mà cự là lúc đó làm tớ nghe. Người như Đức kỳ cục mà la mà cự cự là làm tớ thì chứ không có giỡn đâu. Cũng như cái tính những Đức ở ngoài đời mà nói, mà thí dụ như không đi tu mà vợ mà nói tớ mà cự cự là bác liền quý vị, dữ lắm, tại vì tức lắm, săn hẳn dữ lắm quý vị. Nhưng mà quýnh rồi thì tội nghiệp. Không mà cũng quýnh rồi, đúng không? Nên cái tính đó phải sửa. Cho nên nó mình sửa, tại vì mình nó thật sự mà nó sống nhau mà. Quýnh ta một cái nó giống như ly nước đã đổ rồi, hốt lại khó lắm. Thí dụ như cái mặt là để hôn chứ không có để đánh. Đúng không? Hiểu không? Nên mình học Phật rồi mình không có đánh vợ. Đánh chi tội nghiệp nó. Nó vợ mình đánh nó bệnh mình cũng mua thuốc uống à. Tốn tiền quá công. Hiểu chưa? Nên từ nó đó mình học Phật nó mới chuyển được nghe. Không học Phật nó săn hẳn lắm á. Nhất là ăn mặn, ăn thịt nó săn hẳn lắm. Ăn máu thịt nó săn hẳn lắm. Nó khiến gia đình mình xao xáo, quýnh lộn, ầm ầm. Tại vì sao? Ăn thịt. Còn mình ăn chay là tâm mình nó nhẹ liền. Ăn chay là tâm nó nhẹ, quý vị phải nhớ đó. Nên từ nó đó quý vị nghe những điều này, quý vị thấy không? Cái cuộc sống ở trong cái cuộc đời này, cái chuyện đụng chạm là chuyện bình thường. Tại vì cái cuộc sống nó quá chao đảo rồi quý vị à. Nó quá chao đảo vì vật chất à. Nó làm cho con người ta thay tính tình hết chứ. Quý vị coi mình ở ngoài đời mà tội mình lo tiền mà. Mà lo một gia đình mình săn hẳn luôn á. Có khi mình chửi con luôn, mình tức tối là mình chửi nó tá lạ mình. Mà đúng ra là tới tháng, tới lần học mà nó kêu mình đưa tiền để trả tiền đóng trường học rồi. Đúng rồi chứ không có sai. Nhưng mà nó kêu cái lúc mình không có tiền, mình quay qua mình chửi. Thì đứa con nói mẹ kỳ cục hơn cái gì nữa. Thì mẹ cho con đi học thì đóng tiền học thì phải đóng. Sao mẹ chửi kỳ cục rồi, tao chửi đó. Tức rồi đó. Có tiền mà đòi hoài. Thấy chưa? Nó là nó vì vật chất mà nó làm cho con mình thay đổi tính tình. Rồi nó tự nhiên nó thành lỗ mãng, ti tiện luôn. Rồi nó thành ra một cái tính người như vậy luôn quý vị. Nên quý vị thấy không? Còn bây giờ như Đức đi vô đây là cái cơ hội như Đức đi sửa lại. Đâu thế nào mà tát vô mặt người ta được quý vị. Nó không có thể nào như vậy được. Bởi vì nó cái cơ hội.
Bởi vì một cái nhân mà để mà mình mà gầy dựng được cái tính á, quan trọng. Như bây giờ quý vị ngồi ở đây, quý vị không thể nào sân hận được. Thấy không? Là cái nhân ở đây nó đặc biệt quá. Bây giờ có một người ngồi phía trước, bây giờ họ ngồi trước mặt mình, họ ẩn tới ẩn lui, mình cũng không thể nào mà ra một cái hành động gì mà kỳ cục được, hiểu chưa? Nó hoặc là ngồi trước mặt mình chơi cái tuẩn nghe, mình cũng không có sao. Tại vì sao? Vì nó đã quan hỷ rồi, cái thứ gì nó cũng quan hỷ. Quý vị phải nhớ là cái câu nhà Đức nói quan trọng nghe: buồn phiền xem như trái địch. Mà càng suy nghĩ cái câu này của Nhân Đức, đúng là cái văn của Nhân Đức nó lạ, mà nó có thể để lại cho hậu thế gì sao? Vì công nhận không? Bây giờ buồn phiền là một cái sự phiền phức mà chúng ta lại là đeo mang buồn phiền, vì coi phải suy nghĩ kỹ đúng không? Lạ thay là buồn phiền mình lại ôm đeo mang dữ lắm. Mà có khi có những người, người ta đeo mang mấy năm trời luôn, sân hận một người nào hoặc anh em đụng độ nhau, vậy mà nhà kế bên không nhìn mặt nhau, đó là đeo mang buồn phiền. Bây giờ chúng ta nói buồn phiền xem như trái địch. Quý vị có ai phái trái địch không? Như vậy đó, mà bây giờ quý vị coi, bây giờ lại đem nó đưa vào chỗ đó thì thải nó ra, bỏ. Nên tất cả những người tu hành của chúng ta mà nghe qua công đoạn này, dù có buồn ai mấy năm trời, xả liền. Xả ngày hôm nay là Tết năm nay ngon lành. Xả ngày hôm nay là Tết năm nay ngon lành, chắc chắn luôn. Nên tất cả các cô ở đây bây giờ xem lại của mình đang còn buồn ai không? Nếu đang còn buồn ai thì phải nhớ cái câu buồn phiền xem như trái địch. Mấy bà mà giữ gìn hoài nó nổ với bà banh xác. Mà mấy bà mà cứ ôm buồn phiền để trong mình, mấy bà làm mụn nó nổi đầy. Nó nổi đầy mặt luôn. Rồi mình mẩy nó nổi lát lông ben tứ tung. Cái sự buồn phiền là làm cho tế bào hư mà. Tế bào hư mà quý vị. Nên con người niệm Phật là đem cái buồn phiền bỏ ra thì tức khắc người mình mát mẻ liền. Mà người mát mẻ nó còn sạch sẽ, rồi nó trắng trẻo, rồi nó lại trẻ trung, nhìn dễ thương, duyên phước từ đó mà tăng lên. Trời ơi, chỉ cần buông xuống cái buồn phiền thôi mà việc lợi ích nhiều quá. Vậy ôm buồn phiền chi mấy bà? Thấy chưa? Nghe gì thấy thích thấy chưa? Thấy ai cũng cười là ngon. Nhân Đức nói thật sự chứ, Phật gia hộ. Phật gia hộ mà nói chuyện ai cũng cười. Chứ bây giờ mà mình mà nói chuyện ở trên đây mà ở dưới nó làm nè. Xuống đi. Đau chừng muốn chết, nói hoài. Mình trên đây sao nói? Nói nổi không? Nói mà ở dưới nó kêu xuống. Tại vì cái hệ thống họ đông quá. Nếu họ mà không thích nghe, ai cấm, ai mà cản họ đi, ai cản họ săn hẳn. Thí dụ như bây giờ nguyên một cái nhóm đông đúc gì, bây giờ họ ở dưới họ nói xuống không? Mình thôi đi xuống, quýnh mình chết luôn vậy, chuyện dẫn chơi, thấy không? Nên mấy ông nhớ là cái lực lượng mình rất là mỏng. Không, mình nghĩ người nam mình có phước thiệt mấy ông, nhưng mà người nam mình ít tu quá. Ít tu, mấy ông coi nhìn là biết liền. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sáu hàng. Mà sáu hàng mà nó lại bị chặn khúc này, không có người nào nữa. Mấy ông nhìn điếm từ ngay chân chỗ cái máy quay mà dài xuống, mấy ông coi, mấy ông nhìn đi. Mấy ông nhìn cái là chúng ta chỉ có đúng một cái bài đó là đầu hàng thôi. Không dám ho hé luôn. Nên những Đức nói với các chị đến đây á, các chị mà đi đến đây á, là các chị là một cái thế mạnh lắm. Mà các chị lại được kết hợp với một lực lượng thiện tâm. Nên những Đức khuyên tất cả các chị đang buồn chồng hay là đang khổ đau trong cuộc đời này, nên đi đến đây ngày Chủ Nhật thì sẽ được một cái lực lượng thiện tâm này hỗ trợ để sự khổ đau trong cuộc đời chúng ta bị đánh mất đi. Hiểu chưa? Một mình chúng ta không giải quyết được vấn đề, phải nhờ nhiều người giải quyết phụ chúng ta chứ. Hiểu chưa? Nên từ
Bây giờ mấy anh em nam đi đến đây, mấy anh em cũng thấy cái lực lượng nam của mình cũng đông thế. Thật sự mà nói, ngoài đời á, gặp nhau nó rủ nhau đi nhậu không, nhưng mà bạn bè trong đây không có rủ đi nhậu, có khi còn hỗ trợ cho mình ăn chay nữa chứ, hiểu không? Đặc biệt nên từ nơi đó mà thấy vui nghe. Mà khi mà biết tu rồi, thật sự mà nói, cứ là rảnh rảnh đi đến đây ăn chay, hoặc là chủ nhật thứ bảy đi đến đây. Trời, Tết năm nay biệt. Lên chương trình hoành tráng lắm, thấy chưa? Thật sự mà nói, bây giờ Như Đức nói là tất cả Phật tử miền ngoài, phương xa, nước ngoài đồ nghe, cứ làm sao mà bay về đây được là được. Bay về đây là Như Đức dùng lưới, Như Đức vớt liền, không nói vòng vo chứ. Chơi mà sang sang chút, chơi máy bay bay tới đây nhảy dù dưới cái lưới vớt. Chùa rộng lắm, thấy chưa? Nên từ nơi đó, ôi bị coi Tết cái cảm giác mà, cái cảm giác mà năm nay mà ăn Tết một cái hoàn cảnh bình yên, cái hoàn cảnh mà không nghĩ ngợi tiền bạc gì, thấy không? Rồi đi đâu cũng nghe câu A Di Đà Phật. Trời ơi, cái cảm giác đặc biệt quá, đúng không? Và buổi sáng mà ăn cơm xong á, ăn cơm xong hết mà nó cười được chút nữa. Mà cười xong rồi cái đầu mình mới đi vòng vòng xung quanh chùa. Tại vì hoa giấy lúc đó nó nở rộ lên, đúng không? Mình đi vòng vòng chùa mình mới ngắm từng hoa giấy. Mà cái cảm giác mà vui mới ngắm hoa được nghe. Mình mà không vui là mình bứt hoa đó. Không nói thiệt. Mình mà không vui mình đi ngang hoa mình bứt cành hoa luôn. Đây tôi mà bực bội là tôi bứt cành hoa mà. Tôi nói thiệt, tôi không có thích ngắm hoa. Mà khi mình vui nghe, mình vui nghe, là mình đi ngang hoa là tự nhiên mình nâng hoa lắm, dịu dàng với hoa lắm. À, những đứa mà đi ngang qua giấy mà lúc Những đứa vui á là những đứa hoa dễ thương quá, hoa dễ thương quá. À, ngộ lắm. Nhưng mà khi những đứa bực bội vậy đó, dễ thương quá. Xử lý hoa luôn quý vị, kỳ cục vậy đó. À, bởi vì lúc quý vị vui nghe thì quý vị sẽ cảm thấy hoàn cảnh này nó vui, nhưng mà Tết thì nó chắc chắn là vui. Thì quý vị biết là xe điện chở quý vị đi vòng vòng, người nào đi bộ thì đi vòng vòng ngắm hoa, mà chim chùa thì rất là nhiều. Đi vòng vòng mới bị nghe chim thì hót líu lo. Trời ơi, một hoàn cảnh vừa nghe niệm Phật mà vừa nghe chim hót. Hoa dưới thì rộn ràng, con người thì gặp nhau toàn là những chiếc áo lam phất phơ trong gió. Đặc biệt gì đâu, nghe mê, hiểu chưa? Gặp nhau tự nhiên chắp tay A Di Đà Phật, không? Tự nhiên cái cảm giác như mình đang ở cõi Tây Phương vậy đó, hiểu chưa? Đang ở Tây Phương vậy đó. Nó còn lên chánh điện tu rồi lên, không lên thì mình nằm nghỉ rồi. Mà không có bấm điện thoại gì nghe, không xài điện thoại là sẽ bị ô nhiễm môi trường ở đây, không nên, hiểu chưa? Không ai xài điện thoại. Vậy mà cái cảm giác quý vị bình yên, không nghe, không biết gì ngoài đời, mà chọn gặp vợ chồng con rồi mà ở chung một chỗ gì, mà mỗi hoàn cảnh ai cũng là người sống vui. Đặc biệt vì sẽ thấy 7 ngày ở trong đây, trời ô, 7 ngày xong đi về, quý vị về tới nhà cái người ta nhìn quý vị, ta hỏi chị năm nay chị ăn Tết đi du lịch ở đâu, mà tôi thấy chị là tôi biết chị đi du lịch cái chỗ đẹp lắm, cái chỗ vui lắm. Mình hỏi vì sao cô biết, nói tôi thấy chị đi 7 ngày về mà quá đẹp. Nói à, đẹp thiệt hả? À, đẹp, đẹp, quá đẹp. Nói đi du lịch một cái nơi tuyệt vời lắm. Ở đâu vậy chị, với tôi quan năm tôi đi chứ. Chùa. 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 Hiểu chưa? Người ta không ngờ là ở trong chùa mà nó vui vậy. Đúng quý vị, ít ai ngờ lắm nghe. Hôm qua nguyên một cái dàn người mà họ mở cái chung cư gì ở ngoài này là sang trọng, nhìn cao ráo không nghe, nhìn ai cũng cao ráo, có mình lùng kỳ cục ghê. Cuối cùng mình lùng mình ngồi luôn, tại vì mình lùng mà mình đứng lên thì mình lùng quá, mình ngồi thì nó tưởng nó mình cao mà mình ngồi. Nên những đứa thấy ai mà cao là những đứa không bao giờ đứng lên, cái thế vậy. Tại mình có quyền ngồi, tại mình ngồi ghế danh dự nên mình không được quyền đứng. Họ đến người nào nãy cao ráo không, mình biết họ cao có 1m7 được không, cuối cùng mình có 1m61 mà nói mình đứng lên là mình sẽ vô cùng lét, vô cùng lùn. Cuối cùng mình ngồi, họ đứng họ chắp tay lên, dạ con chào thầy này kia đó. À, thầy. Chứ gặp đứng lên nó nói thầy giờ lục xỉnh nó chảy. Hiểu chưa?
nên từ đó ngồi luôn. Thì quý vị biết rằng họ vô chùa mình lần đầu được ai giới thiệu, ai giới thiệu vô đây nghe. Nhưng mà họ vô đây một cái thôi nghe, tự nhiên họ gặp những đứa con nói trời trời, chúng con từ xưa giờ chưa bao giờ suy nghĩ chùa mà sao có một cái nơi vui như vậy. Nhưng Đức nói còn nhiều việc anh chưa biết lắm. Quá nổ, quá nổ. Mình nổ để cho người ta tu mà, chứ đâu mình có ý tiền bạc gì với người ta đâu, phải không? Nó còn rất còn nhiều việc ở trong chùa này anh chưa khám phá được đâu. Anh chỉ mới có đến một tiếng đồng hồ mà anh đã thấy cái cảm giác anh không muốn đi, đúng không? Nó đúng rồi thầy, sao con vô đây con cảm thấy nó quá bình yên. Nói anh mà còn đến đây dài dài thì bình yên còn dữ lắm nữa. Họ làm cho nguyên một cái nhóm người nó mê, quý vị. Nó mê vì sao, phải không? Nó thấy bình an. Mình nói chuyện mấy câu nó vui, nó phái, quý vị biết không? Rồi tặng cho mỗi thằng chiếc máy nghe pháp, về nghe đi. Nghe đi, phải chẳng mày cào đầu đi tu luôn con. Thì quý vị thấy không? Trời ơi, mà công nhận gì đâu mà nó đặc biệt cái pháp môn tịnh độ này. Mà nó lạ ra cái người niệm Phật mình nghe. Từ từ làm sao con người mình nó có một cái tự tin gì lạ thường lắm. Ngày xưa mà chỗ là chỗ mà cười không dám cười. Cứ bị mặc cảm cái chuyện là cái miệng mình nó to quá. Mỗi lần cười là nó đưa cái hàm răng ra mình mới mắc cỡ. Mà ngày xưa quý vị biết rằng Nhân Đức mà mỗi lần cười mà quý vị biết mà muốn đi chọc cô nào mà Nhân Đức phải vô mắt mặt kiến á. Nhân Đức phải nhìn vô Nhân Đức cười làm sao mà cho nó vừa. Cười vừa thôi. Tại vì cười quá nó lộ. Đúng là mình bị thất bại. Bị câu thúc. Vậy mà từ khi bắt niệm Phật tới bây giờ nghe, tự nhiên quên đi miệng rộng luôn. Có khi cười quá trời, mình lên mình quay phim coi lại, mình nói công nhận miệng mình to thiệt. Nhận miệng mình to thiệt luôn. Không kệ nó, miệng sao mấy cô thích được. Thấy chưa? Không, cái gì mặc kệ, miệng ta thích là được rồi, đúng không? Xấu đẹp gì không biết mà người ta thích là được rồi. Sợ đẹp mà tao không thích, thấy không? Nên từ đó đúng là cái tu hành như cái câu đó, như Đức nói là rõ ràng là mình niệm Phật giúp nó chuyển tâm nghiệp. Ngày xưa là nó bị tâm nghiệp câu thúc, là miệng rộng là tâm nghiệp. Nhưng mà niệm Phật là từ tâm nhớ Phật giúp chuyển tâm nghiệp. Còn thân nghiệp thì miệng vẫn rộng, đúng không? Vậy thì tất cả những người tu trong cái cuộc đời này chúng ta, cái khổ đau gì cũng có thể chuyển tâm nghiệp. Mà tâm nghiệp là cái chủ chốt nguy hiểm nhất để khổ đau trong cuộc đời này. Và đọa lạc cũng từ tâm nghiệp. Nó chuyển được tâm nghiệp thì nó phát được tướng nghiệp. Đặc biệt thấy không? Chuyển tâm nghiệp phát tướng nghiệp. Quý vị coi bây giờ cái tướng hoàn cảnh này nó vui nè, là do vì tâm nghiệp khổ đau nó chuyển rồi, nên tướng nghiệp an vui nó phát triển. Còn nếu như tâm nghiệp mà nó bị u uất nặng nề bên trong mà nó không phát triển, nó không có giải tỏa được, vậy thì cái tướng nghiệp chúng ta là nó bù xù liền. Ngày xưa mà trời ơi cư mà nó càng vô duyên nha. Mà người đàn ông mà như vậy là nó không có mạnh mẽ. Còn bây giờ thì nó thoải mái, quý vị biết không? Là giống như là tất cả những cái gì trong lòng mình nó bốc ra hết. Nên quý vị, những Đức nói ngày Chủ Nhật là cái ngày quý vị xả chết cao độ nhất. Ở đây nè, cái điểm này là cái điểm xả chết tuyệt vời mà không tốn vé. Đúng không? Quý vị coi, quý vị mà đi vô trong cái rạp hài á, quý vị cũng cười. Nhưng mà quý vị cười một chút nó rất là mỏi hàm. Và nó làm cho quý vị đến lúc cười, đến lúc mà quý vị không còn cảm giác vui gì nữa chứ. Mà nó cười bằng một cái nụ cười kỳ cục dữ lắm, hiểu chưa? Nhưng mà không ngờ quý vị đi vô trong đây, quý vị cười một chút, quý vị càng cười càng đẹp. Càng cười nó càng đẹp. Mặt mày nó hồng hào. Và cái cảm giác trong cõi lòng nó lăn 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 cái gì đó. Mà cái gì đó nó không diễn đạt được cái niềm vui. Tại vì sao? Vì cái pháp vị chúng ta không thể nào diễn đạt được. Cái pháp vị nó nằm vào cái trạng thái của vô lượng, quý vị biết không? Cái pháp vị là nằm vào trạng thái của vô lượng. Nên từ nơi đó khi quý vị đã cảm giác được cái pháp vị đó, thì quý vị biết từ đầu cho tới chân quý vị tất cả tế bào được nuôi dưỡng từ pháp vị. Quý vị biết rằng cái cảm giác này đó nghe, mà cả cái chân quý vị đang đau mà quên luôn, mà nhắc là nhớ. Nó ngộ như vậy. Quý vị coi bây giờ cái cảm giác của chúng ta nói chuyện là quên thời gian. Tại vì sao? Đúng ra một tiếng 50 phút không đơn giản. Rồi ngồi một mình nói chuyện, quý vị coi quý vị đi nói chuyện với ai mà một mình thế coi. Quý vị mà nói chuyện chúng nó quýnh quý vị luôn. Nói hoài không cho nó nói. Nhưng mà bây giờ quý vị nói mà người ta cười hoài, người ta vui hoài, người ta cảm giác quên đi thời gian.
của cuộc đời người ta luôn. Quý vị coi điểm chủ nhật này phải là cái điểm xả chết tuyệt vời không? Tất cả buồn khổ ung thư sida gì lỡ đây mà nghe cũng giải tỏa. Nhưng Đức nói thiệt chứ cái cách nói chuyện của mình mà cả sida mà virus sida nó cũng phải tu. Nhớ Nhưng Đức nói những người mà ung thư mà bác sĩ chạy vô đây Nhưng Đức đố chạy vậy. Tại Nhưng Đức nói bị cười sao chạy. Hiểu chưa? Quý vị vô trong bác sĩ khám đi quý vị. Cô, bệnh này rất là nặng. Nếu như không kịp thời chữa trị, bệnh này sẽ phát tán, cô sẽ nguy hiểm. Bây giờ phải dùng mọi cách để trị. Bắn laser, bụp. Phải làm đủ cách, chiên nước vô, chiên thuốc vô. Căng thẳng lắm, nó sẽ di căn cô à. Cô thấy nó nặng căng chưa? Vừa nghe một cái nghe, mình vừa nghe một cái nghe. Tự nhiên có người mình đang khỏe mạnh bình thường. Tự nhiên mình vô mình vừa gặp bác sĩ, tự nhiên mình đi ra ngoài, mình đi đâu có nổi, mình ngồi cái băng ghế ngoài chờ á. Tự nhiên mình cầm điện thoại lên điện anh ơi, tranh thủ đến, rước em về. Trời sao sáng tôi thấy bà khỏe re mà sao bây giờ kỳ cục với bà? Không, em bây giờ đi hết nổi á. Em vừa nghe một nguồn tin như sét đánh ngang tai. Cái gì vậy? Cái gì? Bà nói tôi nghe. Lỡ đây đi, em sắp sửa chết rồi anh ơi. Trời ơi, sáng tôi mới vừa thấy bà tỉnh queo, bà ăn uống ngon lành mà sao kỳ cục vậy? Không yên rồi. Không yên rồi. Anh chuẩn bị không gặp mặt em rồi anh ơi. Cái gì vậy? Bà nói tôi nghe coi. Ung thư rồi trời ơi. Thấy không? Hồi sáng bình thường vậy mà bác sĩ nó ung thư, cuối cùng đi về hết nổi. Vậy là bác sĩ chịu thua. Bác sĩ không có cách đúng không? Vô đây tôi có cách. Đã. Thấy chưa, tôi có cách. Tôi có cách làm cho quý vị vui. Tôi có cách làm quý vị cười. Khi quý vị vui cười thì những cái tế bào ung thư kia sẽ nó mát dịu lại. Hiểu chưa? Tại sao quý vị bệnh ung thư mà nó phát tán nhanh? Và tại sao một tháng, hai tháng sau quý vị ốm ho gầy mòn, rồi nhìn còi xương, tóc rụng? Quý vị biết vì sao không? Phải là bệnh ung thư, mà là do tâm trạng quý vị nó hủy hoại bản thân quý vị nhanh. Cái này mới là cái kinh khủng nè. Cái nguồn gốc là tâm trạng. Phật đã nói mà sanh già bệnh chết, nhưng mà chúng ta lại bị một cái tâm trạng làm cho mình và mau lão hóa và mau chết đi đọa lạc. Tại sao chúng ta không theo cái quy luật tự nhiên khi bị bệnh? Trẻ già gì khi bệnh chúng ta thọ mạng đến phải chết. Như vậy thì cái quy luật này là gọi là quy luật tự nhiên. Đã là quy luật tự nhiên rồi thì chúng ta không có căng gì phải khổ cả. Như vậy thì cái câu A với Đạo Phật và cái cách chia sẻ Phật pháp này thì cái bệnh gì đi chăng nữa quý vị cũng có thể trị liệu được. Không chạy. Vì sao? Khi bị nghe là thoải mái tâm tư liền, nó an lạc liền. Thì thấy cái lúc cuối cùng nó kinh khủng chứ. Lúc cuối cùng là sao cái quay lực nó kinh như vậy? Trời ơi, người ta nói chuyện mà đến lúc mà gần kết thúc người ta nói đâu có nổi. Mà tại sao mình kết thúc mình kinh quá vậy? Cái này mới là cái giảng sanh. Nếu như bây giờ cả đời bị tu mà cuối cùng bị không tu thì tiêu. Nguyên một thời tu giữ được tâm thanh tịnh mà cuối cùng là vọng tưởng bao la thua. Còn thà chúng ta từ đầu đi đến cuối yếu nhưng mà cuối cùng phát lên một phát giảng sanh. Ngon chưa? Nó phải như vậy đấy. Thấy không? Trời, cái cách chia sẻ tịnh độ đúng là tuyệt. Đức lo. Cái cách chia sẻ tịnh độ là tuyệt. Nhưng Đức nói cho nó tuyệt phiền não luôn. Đúng không quý vị? Làm việc hết hồn cái này là tuyệt phiền não. Quý vị thấy một cái cảm giác mà nó là cái cảm giác mà nó cấy thẳng vào tâm can chưa? Thấy không? Cái tâm phiền não nó bị một cái chữ tuyệt này nó làm cho cái phiền não nó bay rụng rời, biến mất trong cõi lòng chúng ta luôn. Nên đúng là cái buổi nói chuyện như vậy thì làm sao buồn được. Hãy đem tâm trạng này về nhà để ấp ủ. Thấy chưa? Hãy đem những cái niềm vui này về nhà để ấp ủ, nghe chưa? Chứ đừng nên bước ra đường mà vứt bỏ nghe em. Đó. Ôi ơi, phải biết rằng nếu như đem ra tới đường mà bước bỏ thì quý vị nó thật sự mà nói thiếu sót lắm. Nguyên buổi nói chuyện gì bao nhiêu là hơi sức, bao nhiêu chất xám nó bỏ ra, bao nhiêu sự Phật lực gia trì phóng quang nhiếp thọ, nghe rồi đi về ấp ủ bằng cách nào? Phật. Thấy chưa? Ấp ủ bằng cách này chứ không phải là nghe vui gì về nhà cứ nhớ những đức hoài. Không phải, nó không phải như vậy. Quý vị nhớ như đức đối với vị mà hết buồn đó. Nó buồn thêm mà con bị chồng đánh.
Nó đánh quý vị chứ không phải chuyện giỡn, cho chồng nó đánh đó. Cái kiểu như mà so đo tính toán, cái kiểu mà sao vô chùa thấy thầy dễ thương, còn thấy ông tôi ghét, nó quýnh. Nó quýnh mấy bà mà có chừng nó lan can, nó chém Nhân Đức. Mấy bà hại luôn Nhân Đức. Tôi nói mấy bà không hiểu là mấy bà sẽ làm cái chuyện mà tôi bị hại. Bị hại vô duyên. Thật sự mà nhiệt tình giúp người ta mà cuối cùng bị chồng người ta chém. Đúng không? Bây hổm có cái ông kia, ông đến ông nói một câu, ông nói rằng là tại sao mà ông hướng dẫn làm sao mà vợ tôi gì nó cứ nói tên ông hoài. Những đứa nó nói kệ nó. Tôi hướng dẫn chứ tôi có kêu nó kêu tên tôi đâu. Vậy coi có chuyện thấy chưa? Nó kiếm chuyện đó, không có chuyện giỡn chơi đâu chào. Nó chắn mấy bà ngưỡng mộ, mấy bà thích những đứa, mấy bà phải chuyển qua Ai Di Đà Phật. Chứ mấy bà bằng đi mấy bà ngủ mà nằm kế chồng bị kêu thầy Đức chết liền rồi, tiền giỡn chơi đâu, không phải giỡn đâu nghe. Cái thật chắc nhất của người ta là trong mơ mà kêu tên người đó. Mấy bà đừng có kêu tàu bậy ra chợ. Cái kiểu như mình ấn tượng đặc biệt quá mà giúp cho mình vui, mình thích đó quý vị. Tự nhiên mình vui trong cái ấn tượng này, nó sâu thẳm vào tâm can á. Nó gieo vào cái A Lại Gia Thức mình quá mạnh á. Tối mình ngủ cái tự nhiên mình cười. Mình cười mà mình cười cái kiểu như mình cười mà kiểu mà sung sướng á. Trời là chào cái kiểu này mới chết nè. Nó cười cái kiểu mà sung sướng mà. Thầy Đức ơi. Trời là trời, cái kiểu này là nó chém chết. Nó chém chết. Nó nói là tôi lấy bà từ xưa tới nay chưa bao giờ tôi thấy cái nụ cười này mà bà sanh cho tôi. Ghê không? Chưa thấy nụ cười này sanh cho tôi. Thì mấy bà mới trả lời một câu rằng tôi nói thật với ông biết, tôi đến với ông là tình cảm giữa cái cuộc đời thế gian này, nhưng mà tôi đến với thầy Nhân Đức là một cái tình pháp lữ. Trời ơi, giải tỏa liền phải không? Nếu gặp trường hợp là phải giải tỏa liền. Tình pháp lữ. Mà tình pháp lữ này nó giúp cho tôi hết khổ đau. Nên khi mà tôi mộng, tôi mơ mà tôi cười như vậy bằng một cái sự sung sướng gì tôi hưởng pháp vị. Rồi tôi kêu tên thầy là tôi cảm ơn thầy đã dạy cho tôi hết khổ. Còn bây giờ ông từ xưa đến giờ tôi đến với ông, bây giờ tôi nói thật lòng cho ông nghe là tôi rất thương ông, tôi rất yêu ông. Nhưng mà thật sự ông đã cho tôi được những cái sự khổ đau nhiều quá. Nội mà tôi đẻ ba đứa con là tôi đã te tua rồi, ông hiểu không? Không, mình nói thật lòng, mình phải quay ngược dáng cờ liền nghe quý vị. Chứ gặp mà cái trường hợp đó mình mà đớ là nói mày mà chết với tao thôi. Chết với tao. Về chùa cái gì mà mày về đây mày cười sung sướng như vậy. Cần sung sướng mà kêu tên này Đức ơi là sao? Thấy chưa? Là dao mát nó cầm đến. Mà Nhân Đức bây giờ thì không có một cái dao nào cả. Chỉ còn có cách là đưa cái bụng cho nó gặp. Thấy không? Mình chịu thôi chứ sao bây giờ? Nó từ đó đó. Không, dạy rất là kỹ nghe. Dạy rất là kỹ. Vì có khi ấn tượng quá về bắt đầu nó kêu tầm bậy. Kêu tầm bậy tầm bạ. Thấy không? Nó nên kêu Ai Di Đà Phật vẫn hay nghe mấy bà. Ôi chúc quý vị an lạc nghe. Ai Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúng ta đến đây khổng phu những ngày chủ nhật rất là đông. Khi còn cái thời gian cũng như thực và phóng sanh này, quý vị ở lại mình dự chương trình chút nữa cho nó viên mãn. Thường là mình đi chùa mình tu thì từ là của quyền các tổ ông bà người thân chưa siêu thoát cũng đi theo mình, hoặc những người mang nghiệp phá thai cũng đi theo mình, rồi quan gia thế chủ cũng đi theo. Thí dụ như sắp sửa cúng gì mình đi về cái họ đi theo mình, đi theo mình, họ không được dùng sân hạn lắm, tức. Nên là khi chương trình mà chưa tăng đi đó thì chúng ta ở lại bình thường xong hết cúng dường chế tăng, thì chúng ta mỗi người vào thượng tinh không ngày giảng thì nói ai cũng có quan gia trái chủ đi theo gần cả đoạn đường vậy thì đông lắm. Nên khi mà cuối cùng thì kết thúc nó quan trọng,
Nên có những người ta gấp quá, ta lên xe ta về trước, ụt, rất là ụt. Nên là những vị trưởng đoàn gì dẫn người ta đi tu, đi đến nơi nào mà cúng kiến gì nè, thời gian ít gì mình chờ đợi được, mình dự cái khóa lễ cúng và chương trình phóng sanh rất là hay. Nên mỗi người chúng ta, mình đi đến đây mình tu, tại sao mình an lạc, mình vui. Nhiều quan gia thế chủ vui, nhà của mình cúng đám dỗ không bằng gì đâu. Dù là nhiều đồ ăn đi chăng nữa nhưng mà mình cúng nó không có quay lực. Thế thì phải nhớ rằng là về mặt tâm linh nó cần có một cái quay lực thì nó mới có sự gia trì và được lợi ích. Về chư hương linh nó không phải là cái việc quý vị cúng hay là đồ ăn nhiều như vậy, mà là do Phật lực gia trì, Phật quan nhiếp thọ và quay lực đại chúng tu mà khi cúng nó kết quả rất là lớn. Có những cái pháp hội mà người tu hành ở trong đó người ta cúng, có khi ta cúng cái có những hương linh là được siêu thoát luôn. Tại vì khi ta cúng cái là hương linh người ta buông xuống tâm hận thù đòi nợ, người ta nương vào bổ nguyện liền, mà hương linh nó không có cái thân của tứ đại, còn cái linh hồn vừa buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ là niệm câu Phật hiệu lên, Phật nhiếp thọ tiếp dẫn, phóng quang tiếp dẫn liền trong tức khắc lúc đó. Hương linh thai nhi cũng vậy, buông cái tâm hận thù niệm Phật cái đầu Phật tiếp dẫn liền. Nên đó là cái chỗ mà chư hương linh rất dễ giảng sanh. Nhưng nếu như quý vị mà không nghe mà mang cái tâm hận thù đòi nợ thì nó cứ đợi đợi cái kiếp khổ đau hoài. Nên trong nhà Phật mới dạy là quan gia nên giải không nên kết. Mình đi đến đây mình nghe gì mình lợi ích hương linh, lợi ích. Và những người mang nghiệp phá thai nên thành tâm niệm Phật để mà hồi hướng cho người ta, để mà đời này mình cầu sanh cực lạc, người ta cũng cầu sanh cực lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu an trên là hòa thượng viện chủ, hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị và tất cả hàng Phật tử khắp nơi nơi. Và chúng ta nguyện đem cái công đức này hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền tất tổ ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, mà hướng linh thai nhi thì nghiệp phá thai, chiến sĩ chậm vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạo quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết chưa được siêu thoát khắp nơi trên toàn thế giới khi bị chậm dịch bệnh và chiến tranh, chết mà chưa siêu thoát, chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho họ. Nguyện nhờ cái công đức này mà lương thức được sáng suốt, biết nương một bộ nguyện niệm Phật để cầu sanh cực lạc, về thế giới cực lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đăng Phật tự chúng ma ngã kim tiến như cung, từ tận biên thập phương như tiết Phật tự cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhân tiền, ngà đăng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đăng ngô tình chung ma ngã kim tiến như cung, từ tận biên thập phương những tiếng cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cập những tiếng, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Giữ đăng tịch trung ngã kim tí dự cung, từ tịch biên tập phương tiếng cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cập những tiếng, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo. An một lục lăng ta bà ha, lăng ta bà ha, lăng ta bà ha, an ngã ngã nắng ta bà và việc nhận ra hồng, an ngã ngã nắng ta bà và việc nhận ra hồng, và việc nhận ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đá dây bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá dây bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá dây bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá dây bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi,
chiến sĩ trận bóng đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh nộ danh vô vị ơi, tại vì vì nghiệp quá tay ơi, ở phương Tây thế giới an lành à, con nay xin phát quyền vạn sanh, cuối dân đức từ bi tiếp độ, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Bệ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. À, chúng ta làm lễ phóng sanh nha. À, trong nhà Phật à, thường nhắc nhở chúng ta cái công đức mà ăn chay phóng sanh lớn dữ lắm. Vì tất cả chúng ta thương nhất là thân mạng của mình, thì mấy con chim này nó cũng thương nhất là thân mạng của nó. Nên khi mà mình ăn chay là đoạn cái duyên mà sát sanh, mà còn phóng sanh là giải cứu tất cả chúng sanh. Đây là cái tâm nguyện của chư Phật Bồ Tát. Nên tất cả những cái việc bệnh đau trong cái cuộc đời này và kiếp nạn, thì Ấn Tổ hay nói là muốn cho thế giới hòa bình từ khi nhân loại đồng tình ăn chay. Nên tất cả con người nếu như ăn chay không sát sanh thì kiếp nạn đau binh kiếp ở thế gian này không còn nữa. Nên chúng ta muốn hóa giải cái kiếp nạn dịch bệnh và đau binh kiếp thì chỉ có là từ nơi cái công đức ăn chay và phóng sanh. Nên mỗi người chúng ta nghe đạo rồi nên phát tâm ăn chay dường, vì Phật dạy tứ sanh phụ mẫu. Nếu như chúng ta mà còn ăn thịt chúng sanh là còn ăn thịt cha mẹ trong đời này hoặc nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Nên chúng ta nên phát tâm ăn chay trường. Và tất cả mấy con chim này khi mình thả nó mừng lắm. Mà mình còn quy y Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, và nghe được có môn tịnh độ. Nên tất cả những chú chim này khi được thả ra, nên ở xung quanh chùa nghe danh hiệu Phật, khi xả báo thân này hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa vàng sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa vàng sanh, quy Phật không độ địa ngục, quy Pháp không độ ngạ quỷ, quy Tăng không độ bàn sanh. À, chúng ta đồng vui vẻ niệm Phật quan hỷ để thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị luôn luôn an lạc nha. A Di Đà Phật.